Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe audio đam mỹ Cây nấm nhỏ Tác giả Nhất thập tứ châu Phần 1 Chương 1 Em chỉ là một cây nấm nhỏ Ánh huỳnh quang tù mù tỏa ra từ thực vật rọi sáng chốn hang động u ám ẩm thấp Dây leo bám quanh vách đá, xanh rì, tím thang, Đèn trui trũi, tựa một bầy rắn bùng nhùng vặn xiết. Chợt, có con bọ đen nhẽm lão đảo bay vào, nó mọc sáu cái cánh cứng cáp, nhú ba cái vòi, dây kế tiếp, giữa dây leo quấn bệnh thoát xuất hiện một màn bong bóng tím tái to tướng. Bong bóng nhanh chóng vỡ toát, nơm như đương há mỏm, đoạn tức thì khép lại, nuốt chửng con bọ vào dạ dày. Mới dây leo bắt đầu chậm chậm lúc nhúc, bộ phận phình trướng nọ xẹp dần dần cuối cùng khôi phục trạng thái vốn dĩ. Thanh âm láng máng tiếng cánh vỗ văng vẳng trong hang động. Nóc hang động rỉ một giọt chất nhầy bị giãn thành sợi tơ nhỏ trong suốt. Nó nện lách tách xuống mặt đất phủ đầy sỉ rêu nhớp nháp. Sỉ rêu bắt đầu ngọ ngoại thật khẽ. Giọt chất nhầy bóng lưỡng thoát cái bị hấp thụ chẳng sót tí gì. Vệt nước thoáng chốc sạch bông. Ở gốc hẻo lánh nọ, cái gốc hẻo lánh được huỳnh quang nắm xanh rọi sáng giữa khe nham thạch và đất mềm. Có thứ gì đó trắng phao tuôn ồ ạt như thể thủy triều phủ lấp cả vùng rộng thoáng bát ngát. Là sợi nấm màu trắng. Nó sinh trưởng, lan tràn, vương hàng trăm triệu tua vòi, rốt cuộc bò lóc nhóc tới chỗ trung tâm. Đoạn khép lại, bệnh vào, kéo dài, xuất hiện một hình thái. Bàn chân đạp lên bãi sĩ rêu rậm nhiễu nhão, cỏ sỉ rêu lẩm xuống, toàn nuốt sống nó, chỉ để lộ mũi mắt cá chân trắng nõn. An Chiết nhìn mắt cá chân của mình, tứ chi thuộc về loài người. Từ khung xương, bắp thịt lẫn mạch máu chèo chống tấm thân này, khớp xương có thể hoạt động, song cũng chẳng mấy linh hoạt bởi xương cốt vốn hạn chế. Chất sừng tạo thành móng tay, mượt mà trong suốt là kết quả của sự thoái hóa của nanh thú sắc bén. Cậu nhấc chân, thử tiến lên một bước, sĩ rêu lõm xuống do vừa bị giảm ẩm thấp và đầy co giãn. Chúng tiếp tục ngóc đầu sau khi cậu rời đi Nằm giống con dung dựng đứng tận Lần này cậu va trúng thứ khác Đấy là một khúc xương tay người Giữa bóng tối An chiếc ngó sang bộ xương khô ấy Nắm cùng dây leo đã cắm rễ sâu tận bộ xương Trên xương hông Xương đùi quấn đầy cây mây xanh sẫm Xương sườn nhú vạt nắm Lắc nhắc sặc sỡ Tựa như một đóa hoa tươi nở rộ Huỳnh Quang nắm trường ra từ hốc mắt trống hoác lẫn hàm răng thưa của bộ xương. Tia sáng xanh lục tựa hạt cát lắng nho nhỏ, rất đổi nhạt nhòa trong hang động lượng lờ hơi sương. An Ký quan sát bộ xương, quan sát thật lâu, cuối cùng cậu khom lưng nhặt chiếc ba lô da thú nằm cạnh bộ xương lên. Đồ vật trong ba lô chưa bị hơi ẩm xâm nhập. Là vài bộ quần áo, thức ăn, nước uống của loài người, một con chip màu xanh, lớn chừng gan bàn tay, trên chip có khắc giải số 3261170514. Ba ngày trước, bộ xương này hãy còn là một người sống. 3261170514 Một giọng nói trẻ khản đặc cất từng hồi gián đoạn. Huỳnh Quang nhập nhoạn nơi hang động rọi chiếu khuôn mặt y. Số ID của tôi. Còn đây là thẻ ID cầm nó tôi mới trở về căn cứ loài người được. An Chiết hỏi. Em có thể giúp anh trở về ư? Chàng trai mỉm cười, ngón tay phải yếu ớt rủ xuống bên thân. Chiếp lăn khỏi tay y, ẩn náu dưới cỏ sỉ rêu ngổn ngang. Y tựa lưng trước vách núi, ngẩng đầu, tay trái ấn lên lồng ngực mình. Ở nơi ấy có một vết thương sâu hóm. Nhánh xương trắng ớn chọc thủng trước ngực ra sau lưng. Và dẻ xung quanh nay đã thối rửa, một phần là màu xám ngoét, máu thịt sơ ra phủ quanh bề mặt nhánh xương. Một phần khác thì nhóm sắc xanh sẫm liên tục ứa dịch đục đen sì nương theo tiết tấu hô hấp. Y thở dốc dâm bận, thều thào. Tôi không về được nữa, nắm nhỏ à. Áo sơ mi của Y sũng nước, làn da tái sạm, bờ môi khô nẻ, cơ thể đương rung rẩy chẳng có quy luật. An Chiết nhìn Y chầm chầm, chẳng biết nên nói điều gì cuối cùng chỉ thỏ thẻ gọi tên chàng trai trẻ tuổi ấy an trạch ơi em đã học xong ngôn ngữ của loài người rồi ư chàng trai cúi đầu nhìn cơ thể của mình khắp cơ thể đó ngoại trừ vết mưng mũ máu khô còn có cả sợi nấm trắng như tuyết đấy là một phần xác thịt của an chiết sợi nấm mọc ngoằn ngoèo bám chặt vào tứ chi lẫn mọi vết thương trên người an trạch Ý định thoạt đầu của cây nấm chính là cầm máu giúp chàng trai đương hấp hối này. Xong xuất phát từ bản năng, sợi nấm đồng thời cũng hấp thu, tiêu hóa những giọt máu tươi rỉ ra. Ăn hết sen của tôi, có thể giúp em học nhiều thứ đến thế sao? Quả nhiên chỉ số ô nhiễm của khu vực này rất cao. Từng mảnh vỡ tri thức thoáng triển khai trong đầu của An Chiết. Sau 5 giây xử lý thông tin, cậu biết chỉ số ô nhiễm có nghĩa là tốc độ chuyển hóa gen. Hiện tại, gen thuộc về loài người đang dạt theo máu của An Trạch chảy xuôi vào cơ thể cậu. Đợi tôi chết rồi. Em hãy ăn sạch xác tôi. Biết đâu, sẽ thu được nhiều thứ hơn. An Trạch ngắm nóc sơn động, cố gắng nhoẻn miệng cười. Vậy hẳn là tôi cũng đã làm được một chuyện có ý nghĩa. Mặc dù Chả biết liệu nó rô cuộc tốt hay xấu với em An chiếc lặng thinh Bước sang chỗ của An Trạch Cậu dùng cánh tay loài người mới mọc Ôm chầm lấy bả vai An Trạch Hàng loạt sợi nấm luồn lách qua Xếp chồng bên cạnh An Trạch Nâng đỡ tấm thân lung lay sắp gục của y Trong sơn động yên tĩnh Chỉ có tiếng thở hỗn hển từ nhân loại sắp chết Mãi sau Cuối cùng An Trạch bèn mở miệng thêm lần nữa Tôi là một kẻ sống quá đổi chật đất Chẳng có bất kỳ ưu điểm xuất sắc nào Cho nên họ phức bỏ tôi là điều bình thường Thú thật Tôi rất vui vì không cần trở về căn cứ loài người Nơi ấy giống hệt hoang mạc Đều là Chúng mà kẻ có giá trị mới sinh tồn nổi Tôi muốn chết lâu lắm rồi chỉ là không ngờ trước khi xuôi tay Sẽ gặp gỡ sinh vật hiền hòa như em Nắm nhỏ à An Chiết cũng chẳng hiểu ý nghĩa của những danh từ kia Thí dụ như giá trị Thí dụ cái chết Tuy nhiên cậu lại tiếp tục nghe thấy danh từ đó Căn cứ loài người Cậu gối đầu lên bả vai của An Trạch Đoạn bảo Em muốn đến căn cứ loài người à An Trạch hỏi Vì sao? An Chí khẽ nhấc cánh tay trái lên, ngón tay hơ hơ giữa công trung, phút chốc. Tự hồ muốn nắm giữ luồng khí hư vô, song cậu chả bắt được thứ gì cả. Giống hệt thân thể cậu vậy. Thân thể cậu rỗng tuếch. Cậu đã bị đục khoét một lỗ hổng to tướng tận sâu nơi xác thịt, chẳng tài nào khép kín, chẳng tài nào lấp đầy. Mặt bản thân hứng chịu sự hoang mang cùng trống trải vô biên. Những cảm xúc này bủa vây lấy cậu ngày qua ngày, cậu hệ thống lại ngôn ngữ của loài người chậm rãi bảo em đánh mất bào tử bào tử ư hạt giống của em cậu chả rõ nên giải thích như thế nào mỗi cây nấm đều sẽ có bào tử trong dòng đời của mình lắm khi là vô số lắm khi chỉ có một bào tử là hạt giống của nấm nó sản sinh từ lớp mang cuốn theo chiều gió rồi gieo mình đâu đó trong cánh rừng bám rễ sinh chồi trở thành cây nấm mới toanh kế đó cây nấm kia cũng dần dần lớn lên nảy nở bào tử cho riêng mình nuôi dưỡng bào tử chín mùi là sứ mệnh suốt đời và là duy nhất của một cây nấm nhưng cậu đã làm mất bào tử của mình rồi mất vào thời điểm nó vẫn chưa kịp chín mùi an trạch chậm chạp ngoảnh đầu An Chiết có thể nghe thấy xương cốt y vang ken két lúc chuyển động giống hệt cổ máy cũ rích. Được đến đó, giọng An Trạch khẳng đặc tốc độ càng nhanh, em sẽ chết mất. An Chiết lặp lại cái từ kia. Chết. Chỉ có con người mới được tiến vào căn cứ loài người. Em không thể thoát khỏi cặp mắt của thẩm phán. An Trạch ho khan dâm lược, kế đó gian nan thở rít đừng đi Nắm nhỏ à An Chiết ngơ ngác đáp Em Tay An Trạch siết chặt sợi nắm của An Chiết Y dùng rất nhiều sức tiếng thở dốc càng ngày càng dồn dập Nghe lời Sau cơn thở dốc cùng run rẩy gịch liệt An Trạch dần nhắm nghiền mắt Giọng y khẽ khàng Em chẳng đủ khả năng công kích Cũng chẳng đủ khả năng phòng ngự Em chỉ là một cây nấm nhỏ có đôi khi an chiết lại hối hận vì nói với an trạch việc cậu muốn tới căn cứ loài người giả như cậu đừng nói với an trạch an trạch sẽ chẳng lãng phí thời gian sót lại để khuyên răng cậu biết đâu cậu có thể nghe thêm an trạch kể về một câu chuyện biết đâu có thể diều y ra khỏi sơn động tâm tối này ngắm nhìn cực quan chuyển động trên bầu trời lần cuối tiếc thay an trạch sẽ chẳng bao giờ tỉnh giấc nữa ký ức ngắn ngủi dần phai nhòa trong không khí, tựa mạng sống an trạch bỗng chốc tan biến khỏi vũ trụ này. Trước mắt an chiết vẫn chỉ là bộ xương khô trắng héo. Thế nhưng, cậu vẫn muốn làm trái lại nguyện vọng của an trạch. Cậu chậm chậm xòe năm ngón tay, trên lòng bàn tay nhẵn nhụi hằng đường vân nhàn nhạt, lẳng lặng xuất hiện một chiếc vỏ đạn ống tròn kim loại có màu đồng thau, triểu nặng, bề mặt khắc hoa văn hơi khó lý giải, song tuyệt chẳng tầm thường Cậu nhặt được nó ở mảnh đất Đánh rơi bào tử Từ lúc cầm lên tới giờ chưa hề buông tay Nếu vẫn còn một phần ngàn cơ hội Tìm thấy bào tử thân yêu Vậy một phần ngàn cơ hội ấy Đều gửi gắm hết vào chiếc vỏ đạn này Bởi nó là tạo hóa của loài người An chiếc khẽ thở dài Cậu nhét vỏ đạn vào ba lô da thú An trạch bỏ lại Khom lưng Nhặt hết quần áo an trạch từng mặt áo sơ mi tay dài màu xám tro nhớm máu quần yếm đen xì may bằng chất vải thô ráp và ủng da thì cũng đen thui nốt chuẩn bị xong mọi thứ cậu đi về phía cửa hang quần áo rộng thùng thình cọ sát da dẻ của cậu lúc di chuyển dòng điện yếu ớt truyền tới trung tâm từ đầu dây thần kinh dưới da khiến an chiết lần đầu sống bằng cơ thể người hơi khó chịu cậu khẽ chau mày sắn ống tay áo lượm thượm lên sơn động vừa sâu vừa khúc khuỷu dây leo bám chằng chịt khắp vách động chúng đùng đẩy lẫn nhau khi ăn chiếc lướt qua nơi đó chúng lại thối lui tựa thủy triều chiếm giữ nóc sơn động sau khi rẽ ba lần có ngọn gió bóng lùa vào nom ướt ác khôn tả nắm vén bụi cây héo rũ che khuất cửa hang nắm nhỏ đồng loại của cậu tràn ấp đôi bờ từ gần đến xa choáng ngợp tầm mắt cậu chúng phản phất cao chọc trời tất thảy đều yên tĩnh vô ngần. Chúng lặng thầm chẳng hé một câu. Sắc trời xỉn màu rọi xuống mũ nấm xòe tán. Thình không phủ sắc xám xịt. Chập chới ánh hào quang xanh lục nham nhở. An chiếc ngửi được mùi nước mưa, sương mù và rắn lục cùng thực vật héo úa. Bây giờ hãy còn chạng vạn. Cậu ngồi dưới mang của một cây nấm màu bạc gần cửa hang nhất, lôi một tấm bản đồ ố vàng nằm trong ba lô ra, trên bản đồ in những mảng màu đậm nhạt, biểu thị mức độ nguy hiểm của từng khu vực khác nhau. An Trạch đã chỉ cho An Chiết đại để nơi sơn động bọn họ đang ở. Đây là mảng đen nhất trên cả bản đồ, mang ý nghĩa mức độ nguy hiểm 6 sao. Khu vực ô nhiễm 6 sao có tên gọi là vực thẩm. Trên bản đồ, vị trí của vực thẩm còn bị vạch bằng vô số ký hiệu quái gở. An Chiết lần lượt đối chiếu với hướng dẫn tra cứu dưới góc phải bản đồ, những ký hiệu kia biểu thị gồm cụm nấm phân bố dày đặc dây leo ăn thịt người bôi cỏ ăn thịt người quái vật có vú thuần quái vật có vú lai quái vật bò sát bình thường quái vật bò sát cực độc quái vật có cánh quái vật lưỡng cư quái vật lai nhiều loài quái vật dạng người sinh sống dưới vực thẳm đồng thời dưới vực thẳm còn có các địa hình như thung lũng đồi núi cánh đồng, thành phố bỏ hoang và phố xá điêu tàn đổ nát của nhân loại. Trên bắc dưới nam, tầm mắt cậu luôn hướng thẳng về phía trước. Ở mé trên cùng tấm bản đồ loan mực này có một khu vực trắng xóa, dùng ngôi sao năm cánh đỏ thấm phân ranh giới. Bên phải của ngôi sao năm cánh viết tên khu vực nọ, căn cứ phương bắc. Vần sáng xanh lục khắp vòm trời càng ngày càng tỏ, màu nền cũng đậm dần dần rồi chuyển sang đen đặc. Đường độ nửa đêm, An chiếc miễn cưỡng nhìn rõ vì tinh tú ngựa trên bầu trời. Cậu biết ngôi sao sáng nhất đó tên là Bắc Đẩu, có thể dẫn lối cho cậu. Vì vậy cậu nhắm mũi tên dựng thẳng nằm nơi mé trái bản đồ lên hướng sao Bắc Đẩu, giảm nát cổ mục, lá úa, sợi nấm và bùng lầy trên mặt đất, cất từng bước đi ra ngoài. Buổi khuya chẳng hề tăm tối, bầu trời trong veo, những dải hào quang xanh lục dập dờn mà người ta thường gọi đó là cực quan rọi sáng hết thảy khung cảnh đằng trước trong tầm mắt An Chiết chỉ có nấm mà thôi. Vàng này, đỏ này, nâu này, cây nấm được chiếc mũ to tướng chở che. Nấm tập trung lít nha lít nhít trên núi đá, kích thước nôm khá nhỏ nhắn. Chúng rải rác khắp muôn nơi, sau khi trưởng thành lại dăng bào tử hệt như cơn mưa sa. Khi các túi bào tử này rơi xuống đất, chúng sẽ bắt đầu tự tách rời trong bùn lầy vương đá rụng ẩm ướt, mọc thành cây nấm hình nón tương tự cơ thể mẹ của chúng. Cũng có cây nấm trụi lũi Chỉ vỏn vẹn mỗi xúc tu vàng và trắng Đôi khi thu mình lại Đôi khi mọc xòe theo hình phóng xạ Phiêu dạt trong không khí như thể tảo biển Sông đấy cũng chẳng phải là thế giới chỉ có mỗi nấm Bởi dây leo, sỉ rêu, bụi bặm Hoa ăn thịt người cùng cây cối hình thù quái dị Đường lẳng lặng ẩn nấu sau màn đêm Trong rừng thực vật Dâm bóng đen, dâm hình thể quái gở Hoặc thú, hoặc thú lai gen người chạy băng băng trong khu rừng. Chúng tru lên, sâu xé. Ấy là động vật và động vật đánh nhau, hoặc là động vật với thực vật đánh nhau. Tiếng học rống nặng nhẹ nện vào màn nhĩ an chiết. Đá cùng bùng lầy trộn lẫn đủ vết máu tươi rói. Chính mắt cậu trông thấy một cốc thông uống công thân cây. Đoạn nuốt chửng con trăng vẫy đen sở hữu cặp đuôi lòng thòng cũng trông thấy một con cốc. Con cốc khổng lồ, nó vươn đầu lưỡi đỏ tươi dài ngoẵng đốp lấy chú dơi to chừng cánh tay người, đường lượng trên không trung. Sau 5 phút ngấu nghiến chú dơi, sống lưng con cốc chi chích mụn nhọt và chất nhầy bỗng nhú đôi cánh đen đúa, mềm mại khép lại. Xong, đó chỉ là một trong hàng vạn cảnh tượng nắm từng chứng kiến. Cậu đã quen từ thuở nào rồi? Ngay thời khắc ấy, một con thú xám đi đến. Nó mọc bốn mắt, cơ thể phủ vẫy và lông vũ lông tơ, đầu nó vừa giống cá sấu vừa giống chó sói bảy cái răng nanh chĩa ra ngoài mõm nó tiếp cận an chiết đưa lỗ mũi đỏ lòm đánh hơi người cậu an chiết đứng im tại chỗ cậu lặng thinh tựa bên gốc cây nắm cố hít thở đều đều mãi tới khi cậu bị ngửi hết toàn thân mới thôi con thú to tướng như thể không thu hoạch được gì lê bước chân nặng trịch ngoảnh đầu rời đi an chiết nhận ra chẳng có loài vật nào buồn chú ý đến cậu Dẫu cậu đang sử dụng xác thịt của con người, ác hẳn vì chốn này đâu đâu cũng thấy nấm, nấm chẳng hề bổ béo, chẳng hề biết công kích, đôi khi còn mang độc. Bởi vậy, cậu và quái vật cứ hệt như sinh vật ở hai thế giới khác nhau, bình an vô sự. Có lẽ đúng như lời An Trạch nói, cậu chỉ là một cây nấm nho nhỏ mà thôi. Hết chương 1. Chương 2. Các anh định trở về căn cứ phương Bắc à? An Chiết đã đi lâu lắm rồi, hằng hà buổi tối và buổi sáng trôi qua. Chặng đường cậu đi được trên tấm bản đồ chỉ dài chừng móng ngón út, mà căn cứ phương Bắc lại dài bằng cả ngón tay. Cậu không có phương tiện giao thông của loài người, chẳng rõ rốt cuộc phải mất bao lâu nữa mới đến nơi. Rồi một hôm, cậu nhận thấy mùi ẩm mốc nặng nề đang nhạt dần, cũng nhận thấy bùng lầy dưới chân càng ngày càng rắn rỏi. Chạng vạn, mặt trời buông xuống tựa đồng tử đỏ kè, các rặng non ngàn đen trũi đằng xa như vành mắt ôm trọn nó, ánh nắng dần tắt liệm, chiều hôm và cực quan cùng dâng lên, an chiếc gắn phân biệt chữ viết lẫn ký hiệu trên bản đồ, khúc sông ngoài khô cạn cậu vừa tạc ngang là ranh giới của vực thẳm. Từ ranh giới ấy trở về sau là một vùng mang tên Đồng bằng số 2, đồng bằng số 2 có mức độ nguy hiểm 3 sao, mức độ ô nhiễm 2 sao. Môi trường sinh sống của những con quái vật to tướng thuộc bộ phận chân khớp và động vật thuộc bộ gặm nhắm chẳng còn dăng đầy nắm nữa, mà thay vào đó là những bụi cây cũng cỡn bình thường. Quả tình, ta chẳng thể lần ra cái địa thế nông sâu khúc khuỷu có thể bắt gặp ở thung lũng tách giảng ở muôn nẻo. Bóng cây đồ sộ, kèn dày trong đêm khuya giống vực thẳm tại đây nữa nơi đây sở hữu tầm nhìn rộng thoáng, cảnh sắc thông thống trong rõ mồn một. Một khoảng chiều hôm, mình mong ngút ngàn. Nhưng An Chí cứ thấy lo đau đáu, có vẻ nắm không hợp sinh tồn trong môi trường hanh khô tại đồng bằng số 2 lắm. Cậu chả lần ra nổi mảnh đất nào hút chất dinh dưỡng được, đành phải dùng cách của con người để phục hồi thể lực, chẳng hạn đi ngủ. Vì vậy cậu lại rảo bước thật lâu, rốt cuộc tìm thấy một khoảnh đất trũng hơi lõm Phía trên có mọc dâm và cỏ non xanh vàng. Cậu ôm đầu ngồi thụp xuống, cố lựa tư thế thích hợp rồi thu mình lại. Quá nửa cuộc đời của một cây nấm đều trôi qua trong giấc ngủ. song đây là lần đầu tiên cậu ngủ bằng tư thế con người. Nắm luôn lẳng lặng thiếp đi tại chỗ, chờ dòng thời gian chảy trôi. Tuy nhiên, con người thì chẳng giống như vậy. Vừa nhắm mắt chưa bao lâu, bóng điềm vô tận tức khắc ùa đến tựa thủy triều. Cơ thể cậu thoát nhẹ bẩn, hoặc có lẽ cậu đang dần đánh mất cơ thể của mình. Chẳng hay là khoảnh khắc nào đó, tiếng gió vi vu thì thầm bên tai cậu, là tiếng gió thổi giữa cánh đồng hoang, thứ mà trước kia cậu thích nhất. Nhưng giờ đây thì tiếng gió thổi này đã chẳng còn ý nghĩa gì, cậu đã đánh mất bào tử của mình rồi. Mất ngay tại thời điểm cậu đang lăn vòng vòng trên cánh đồng hoang dấu yêu, trong tiếng gió có lẫn giọng con người, cậu không nhớ rõ những âm tiết ấy lắm chỉ nhớ được dâm phần ít ỏi chuyển thành ngôn ngữ loài người cũng có đôi câu vài lời ngắt quãng chẳng tài nào chấp vá nổi kỳ Kì... lạ quá kỳ Kì... sao vậy lấy tiêu bản ở đây giây tiếp theo một sự đau buốt khó miêu tả nổi lan khắp mình mẩy cảm giác nọ vô cùng nhẹ nhàng sông lại cực sâu một lỗ hổng xuất hiện trong ý thức cậu. Vĩnh viễn, vĩnh viễn không tài nào lấp đầy nổi. Cậu biết giây phút đó mình đã làm mất thứ quan trọng nhất. Nỗi sợ hãi phút chốc bủa vây toàn thân. Kể từ đấy cậu bắt đầu sợ rệt tiếng gió lùa vào sơn động. Trống ngực nện thùm thùm, một cơn hoảng hốt bỗng chốc ụp xuống, hệt như lúc bị cướp bào tử. An chiếc bừng tỉnh, cậu tức thì vỡ lẽ mình đang nằm mơ. Chỉ có con người mới nằm mơ thôi, Chốc sau cậu hoàn toàn ngừng thở Bởi cậu đã biết nguồn gốc của nỗi sợ hãi kia rồi Có một sinh vật đen đúa đang đứng trước mặt cậu Cặp mắt kép đỏ lòm ấy nhập nhọn An chiếc đanh người tại chỗ Cậu từ từ dời mắt xuống Ba cái chi trước hình lưỡi liềm sắc lẹm mỏng tan Dài bằng một người trưởng thành Bàn bạc tựa ánh trăng và to tướng tột độ. Lúc nhận thức được nó là thứ gì, cậu bắt đầu rung bần bật một loại cảm giác xa xăm đến từ sự run sợ của tổ tiên thứ nhất hàng triệu năm về trước. Nấm sẽ tan xác bởi một bầy mối gặm nhấm. Thú dữ dưới vực thẳm có lẽ chẳng thèm ngó ngàng gì tới những vạt nấm. song biết đâu quái vật chân khớp ở đồng bằng số 2 lại xem nấm là món ngon khó gặp. Suy nghĩ này vừa nảy lên, An Chiết lập tức lăn sang chỗ khác. Một tiếng nện nặng nề chấn động cả mặt đất chi trước sắc lẹm của con quái vật chân đốt nọ găm mạnh xuống khoảnh đất bên cạnh cậu đấy chính là chỗ cậu vừa ngã lưng ban nãy an chiếc vội chộp lấy ba lô trở mình chồm dậy chạy thục mạng đến chỗ bụi cây gần đó tiếng bước chân lít nhít của nó vọng vào tai cậu chờ tới khi âm thanh nọ nhỏ hơn chút đỉnh cậu bèn ngoảnh đầu ngó thử dưới cực quan cuối cùng cậu cũng thấy rõ hình thù của nó là một con quái vật đen đúa khổng lồ giống hệt con kiến phóng đại gấp mấy ngàn lần. Cũng may, cơ thể nó trông cực kỳ công kềnh, tốc độ loài người thắng nó một bậc, chỉ cần chạy tới bụi cây đằng trước. Cậu ngã ụt, trong nháy mắt này, bóng con quái vật đã che phủ cậu. Trong cơn gió rít chói tai, nó giờ chi trước toàn chém phăng cánh tay cậu. Ống tay áo an chiếc bỗng dưng trống rỗng, vải vóc mềm mại thụp xuống, nó chẳng hề chém trúng thứ gì. Điều này có vẻ vượt ngoài dự kiến của nó nó khựng người phút chốc. Mà cũng may lúc này, sợi nấm trong tay áo An Chiết tiếp tục tuôn ra, tạo thành cánh tay hoàn chỉnh thêm một lần nữa. Cậu vội lăn một vòng, miễn cưỡng tránh đòn hiểm từ nó. Kế đấy chống tay xuống đất, nhào vào trong bụi cây thấp bé, hai gốc cây thô to che chắn người cậu. Tuy nhiên, nhiều đây cũng chả đủ giúp cho cậu thoát khỏi đôi mắt của quái vật. An Chiết thở vì phò, thân hình cậu bắt đầu biến hóa tại thời khắc này. Cánh tay, ngón tay và tất cả tứ chi khác đều nhão ra có thứ gì đó trào dân phía dưới nó quay theo hướng sợi nắm chuẩn bị chạy trốn bằng biện pháp linh hoạt hơn song chính lúc bấy giờ ầm một tia sáng trắng lóa xẹt ngang bầu trời nó dán xuống khớp nối ngắn liền với đầu và bụng của con quái vật tới tấp tựa mưa sao băng sau khi tiếng bắn in tai vang rền tia sáng màu trắng nọ bỗng chốc nổ tung trong đó còn kèm theo ánh lửa đỏ hoét An Chiết núp sau bụi cây, trơ mắt chứng kiến con quái vật khổng lồ nước toát thành hai khúc, ngã oanh xuống mặt đất. Cú rung chấn khiến lá cây rơi lả tả vương đầy người An Chiết. Đầu quái vật đang nằm cách cậu chưa đến nửa mét, mắt kép đỏ kè hãy còn nhìn cậu đăm đăm. An Chiết từng bắt gặp vài sinh vật bị xẻ thành ba đoạn, mà mỗi đoạn vẫn có thể hoạt động bình thường ở dưới vực thẳm rồi. Cậu đương định đứng dậy né xa nó chút đỉnh, bỗng nghe thấy một giọng nói vọng lên gần đấy, quả bơm hạt nhân cuối cùng rồi nhặt xác xong thì về căn cứ thôi là giọng của một chàng trai âm sắc rất dày xác bộ phận chân khớp giá cao đáo để ai ngờ cuối cùng còn tóm được một con lần này là giọng kẻ khác nơm the thé hơn chàng trai ban nãy cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc bọn họ chẳng buồn giao lưu gì thêm tiếng bước chân truyền tới là tiếng ủng da đáy dày dẫm nát đất đá kèm theo tiếng ma sát sột soạt là loài người. Kể từ lúc An Trạch chết, lâu lắm rồi An Chiết chưa gặp con người, cậu lặng lẽ ló đầu ra khỏi bụi cây. Bụi cây xào xạc, chỉ nghe thấy chàng trai cất giọng đầu tiên quát khẽ. Coi chừng! Dây khế tiếp, ba nòng súng đen ngòm ngắm về phía cậu. An Chiết nhìn bọn họ. Cậu không khỏi nhớ đến ký ức rối tung vào cái đêm đánh mất bào tử. Nhưng sự tồn tại của An Trạch lại khiến cậu nhìn nhận bản chất lương thiện của loài người. Cậu ngẫm nghĩ về hoàn cảnh hiện tại chút đỉnh Đoạn mở miệng nói Chào ch Chào mấy anh Cực quan chiếu rọi Cậu dễ dàng quan sát trọn vẹn cảnh tượng trước mắt Đấy là ba người bận quần áo màu xám đậm Tất cả đều là nam Bên hông họ thắt dây nịch nâu rộng hoắt Phía trên buộc băng đạn Chàng trai đứng chính giữa có vóc dáng cao ngất Hai kẻ còn lại thì thấp hơn Chàng trai đứng giữa là người nói câu Quả bơm hạt nhân cuối cùng rồi Giọng anh ta rất trầm Người An Chiết ngờ ngừ phút chốc Rồi sực nhớ đến thứ vũ khí nổ tan xác con quái vật nọ Thế là đáp ngay Đúng đó Tên gì? Số ID bao nhiêu? Đồng đội của cậu đâu? An Chiết bốn Thất lạc Chàng trai khẽ trao mày cúi đầu quan sát cẩn thận Lông mày đối phương đen nhánh rậm rạp đôi mắt trắng đen rõ ràng, sống mũi cao, môi dày, tổ hợp ngũ quan kiểu này chẳng hề giống lũ thú dữ khiến cho An Chiết sợ sệt dưới vực thẳm. Cậu miếm môi, nhìn lại. Ba giây sau, người đàn ông đứng bên cạnh chàng trai. Người đàn ông thấp bé, có nước da đen đúa bắt đầu nạp thêm đạn cho súng, nồm toát đầy vẻ đe dọa. Hắn nhìn cậu, giọng ồm ồm, nói cực nhanh rằng Cởi đồ ra! An Chiết rời khỏi bụi cây, cởi cái khuy thứ nhất, rồi cái quy thứ hai trên áo sơ mi xám tro ra, làn da nơi cổ áo lỏa lộ, da cậu trắng nõn trơn bóng, có màu khá giống với sợi nấm của cậu. Dây kế tiếp cậu chợt nghe tên thứ ba huyết sáo, đó là một gã đàn ông tóc vàng, da dẻ đỏ kệch thiếu sức sống, khuôn mặt có rất nhiều nếp nhăn. Nếp nhăn này mang ý nghĩa con người già nua, đôi mắt xám xịt, khóe mắt hơi xếch lên, hiện đang đâm đâm nhìn vào cậu. An kiết cúi đầu cởi quy áo cuối cùng, cởi cả áo sơ mi ra. Gã mắt xám dịch tới gần cậu, huyết sáo lần hai, cũng bắt đầu ngắm nghía cậu từ đầu xuống chân. Ánh mắt gã nhớp nháp khôn tả, giống hệt nước bọt của quái vật dưới vực thẳm. Gã dò xét an Chiết một lần, lại đi vòng qua bên người cậu. Lát sau, An Chiết bị gã chộp lấy cánh tay, ngón tay gã quẹt ngang làn da nơi cổ tay của An Chiết, ngón cái vuốt nhẹ nhẹ xương cổ tay cậu. Gã cất thứ chất giọng the thé hỏi rằng đây là gì? An Chí cúi đầu nhìn mu bàn tay cùng cánh tay của mình, trên đó hoang tí vệt máu kỳ lạ. Hẳn ban nãy cậu có bị cành lá quẹt trúng do tránh né sự công kích từ quái vật rồi. Cậu ngoảnh đầu, đưa mắt ngoắt bụi cây đằng sau. Lá cây Kế đó chính là chuỗi lặng căm ngắn ngủi. Mãi sau, người đàn ông thấp bé mới tặc lưỡi, đoạn hỏi. Cậu muốn tự cởi nốt số còn lại, hay để tôi cởi hộ cậu? An Chiết chẳng hề nhúc nhích. Cậu biết đại khái họ đang làm gì, bởi ký ức của An Trạch cũng tồn tại cảnh tượng tương tự. Giữa quái vật và quái vật, hoặc giữa con người và quái vật đều có khả năng bị ô nhiễm gen. Bước đầu tiên để xác nhận một người lạ liệu có mắc bệnh hay không chính là kiểm tra xem cơ thể đối phương có vết thương nào hay chưa. Nhưng cái gã đứng đằng sau khiến cho cậu khó chịu lắm. Nó giống hệt cảm giác bị rắn trường khắp cuốn và mũ khi mà cậu vẫn còn là một cây nấm. Vì vậy cậu ngẩng đầu ngó sang chàng trai đứng chính giữa. Cậu từng gặp nhiều loại thú dữ tợn dưới vực thẳm, cũng biết đoán chừng mức độ nguy hiểm của chúng. Bây giờ, trực giác cậu mách bảo rằng anh ta chính là kẻ lành tính nhất trong số cả ba. Hồ Vừa chạm mắt phút chốc, chàng trai bèn mở miệng thêm lần nữa nhấn mạnh rằng Đừng lên cơn khi ở vùng ngoài. Hồ khẽ cười khẩy, ánh mắt càng săm soi an chiếc xuồng xả hơn. Bài giày kế tiếp chàng trai nói với an chiết rằng qua phía sau với tôi an chiết nghe lời chạy vòng qua sau đầu con quái vật nọ cùng anh ta ngoài vết xước bị cành lá rạch trúng thì quả thực chả có bất kỳ vết thương nào cả đối phương hỏi cậu lạc đồng đội bao lâu rồi an chiết suy nghĩ phút chốc đáp một ngày ạ à. mạng cậu lớn thật đấy quái vật ở đây có vẻ không nhiều nhưng côn trùng thì nhiều lắm Người này luôn giải thích rất ngắn gọn Nhưng lại trông đáng tin đến lạ An chiếc cài hết khuy áo vào Ngước nhìn anh ta Đoạn nhỏ giọng hỏi Các anh định trở về căn cứ phương Bắc à? Anh ta trả lời Ừ Vậy An Chiết hỏi Dẫn theo em với được không? Em có chuẩn bị sẵn lương thực và nước riêng rồi Quyền quyết định không nằm ở riêng tôi Anh ta đáp Vừa dứt lời Chỉ thấy anh ta bước ra ngoài nhìn về phía hai tên còn lại. Chưa bị thương, cho cậu ta đi chung chứ. Ho cười cợt, khoanh tay nhìn An chiếc huyết sáo lần ba, kế đó bảo. Việc gì không cho, thêm một móng nữa cũng chả thành vấn đề. Ngay sau đấy, gã quay ngoắt sang kẻ còn lại. Ê thằng mỏi mẹ thấy sao? An Chiết cũng trông sang, chạm trúng ánh mắt âm trầm của người đàn ông da đen ấy. Hết chương 2 Chương 3 Bé cưng ơi, đừng thấy gớm mà mắc ói đó nha. Cực quan hát vần sáng xanh biên biết xuống mặt đất. Thứ ánh sáng ấy rọi tỏ tấm thân người đàn ông với nước da ngâm đen, tạo nên một sắc xanh sẫm kỳ lạ, trông chẳng khác gì lớp da sần sùi của cốc và thằng lằn cả. Đối phương thốt lên. Chúng ta không phải quan thẩm phán, làm thế nào dám chắc rằng cậu ta là người được chứ? Rồi ạ! À. Hô Sơn khoanh tay, kéo dài ngữ điệu. Mức độ ô nhiễm ở đồng bằng số 2 mới có cao 2 sao thôi. Người đàn ông da đen lại nín bặt hồi lâu. Đoạn bảo, thời gian đột biến trung bình ở đồng bằng số 2 là 4 tiếng đồng hồ. Phải chờ qua 4 tiếng mới được. Ờ hớ, hô sình đáp. Nếu gom xong chiến lợi phẩm rồi mà cậu ta vẫn chưa đột biến, thì cứ dẫn theo. Người đàn ông da đen rốt cuộc chịu gật đầu, kế đến, cả ba nhìn nhau một phen, như chừng đã thống nhất ý kiến. Tôi tên Văn. Chàng trai cao ngất Đứng ở giữa ngoảnh sang nhìn An Chiết Và tự giới thiệu mình An Chiết đáp Chào anh ạ à. Hồ Sơn khiến cậu hơi mất thiện cảm Cũng cất tiếng Hồ Sơn Còn cái kẻ bị gọi là mỏi đen Thì lặng thinh cả buổi Mãi mới sổ ra vài âm tiết. Anthony An Chiết tiếp tục trả lời hắn Chào anh Sau đó lại nói rằng Cảm ơn các anh nhiều Ơn huệ gì đâu Van mỉm cười bảo Ai cũng là đồng bào nhân loại với nhau Hơn nữa chúng tôi vừa mất đi một đồng đội Cũng đang thiếu người Anh ta nói đoạn Bèn đi đến gần đầu con quái vật nọ Chỉ huy những kẻ khác Nhạc xong sát hẳn đi Lẽ tay lẽ chân lên Dứt lời Van bèn lôi một đôi bao tay Và một con dao găm dài ra khỏi ba lô Ném cho An Chiết Cậu đi dở chân nó An Chiết chộp lấy chúng Cậu ngoan ngoãn ò đáp lại Rồi đi dăm bước tới trước đoạn dừng ngay cạnh non nửa cái xác của quái vật cậu đeo bao tay ngay ngắn bắt đầu ngó xem thân hình của nó động vật chân đốt sở hữu kích thước rất đồ sộ vỏ ngoài trông thì bóng loáng đáo để song có đôi chỗ lại nhú thứ gai nhọn hoắt dài ngoằng hoặc là lô nhô những nốt mụn nhọt cậu dập xuống chân nó tổng cộng gồm 6 cái chân dông dỗng, chúng chia ra làm ba đốt và được phủ bằng lớp lông tơ đen xì rậm rạp Van cùng Anthony đang xử lý đầu quái vật ở bên khác. Họ tháo dỡ vỏ ngoài khỏi đầu nó để ốc và những chất lỏng khác chảy ra hết. Kế đến, nạo phần trong sạch bông. ho sành thì đứng ngoài canh gác. An Chiết thấy vậy cũng rút dao găm ra. Cậu cứ lớp xương câu quái vật một cách tập trung. Qua chừng 5 phút thì một khớp xương cũng bị đứt. Cái chân tách rời khỏi phần ngực bụng của con quái vật. Chúng rơi lợp đợp xuống đất. Có thứ chất lỏng trắng đục đặc sệt như ốc rỉ ra từ vết cứa và dần thấm vào cát vàng. Cậu nghe thấy ho sinh cất giọng chọc ghẹo. Mẹ cưng ơi, đừng thấy gớm mà mắc ói đó nha. An Chiết chẳng trả lời, cậu tiếp tục cứa lớp xương thứ hai trong thinh lặng. Cậu không có ý kiến gì trước con quái vật này cả, thậm chí còn thấy nó sạch sẽ hơn lũ động vật sống dưới vực thẩm bội phần ấy chứ. Nhưng có vẻ ho sinh chẳng định buông tha cậu, tiếng bước chân vẳng ngay sau lưng. Họ sành đi qua rồi đặt tay phải lên vai của An Chiết, ngón tay vuốt ve vai cậu. Bé cưng, năm nay cưng bao nhiêu tuổi rồi? An Chiết nghe được sự tham lam chất chứa trong ngữ điệu của gã. Nó giống như sự tham lam của con thú khi đứng trước món mồi ngon vậy. Hiềm nổi trong tầm hiểu biết hạn hẹp của cậu, con người không xem đồng loại là thức ăn đâu. Bởi thế cậu khẽ trả lời. 19 tuổi Năm nay An Trạch 19 tuổi, cậu ăn sạch gen của An Trạch, nên hẳn cậu cũng tính là 19 tuổi. Nhưng trong cưng chỉ tầm 17 tuổi thôi. Tiếng cười khục khặc hãm lại trong lòng ngực ho Sinh. Gã nói bằng chất giọng the thế khản đặc. An Chiết thoáng châu mày chả biết nên đáp như thế nào. Này ho Đương lúc ấy, giọng van vọng đến từ chốn không xa. Ho Sinh thở dài thường thượt. Gã nhéo nhẹ đầu vai cậu vài phát rồi mới rời đi an Kiết chợt hiểu rằng dường như chẳng cá thể nào trong xã hội là người có chung đặc tính cả ví dụ như an trạch khác hẳn những kẻ đã khoét mất bào tử của cậu ví dụ van khác hẳn hô sinh cậu biết ơn van lắm cậu cúi đầu cứ khớp xương tiếp mỗi chân chia cứa thành ba đốt cứ xong thì xếp chúng thành một chồng vuông vắng vỏ ngoài của con vái vật đượm vẽ bóng bẫy mà chỉ kim loại mới có nó rắn chẳng thua gì phiến đá cả hãy dồn chúng vào một chỗ ắt sẽ rền lên tiếng đụng chạm lãnh loái van và anthony đã hoàn tất việc tách đầu chúng ngay lúc cậu vừa dở xong sáu cái chân họ đi sang chỗ của cậu van liếc nhìn chồng chân ngay ngắn trên mặt đất bật cười cậu cần mẫn vết nhỉ nói đoạn bèn bảo Sinh. anh lái xe qua đây Sinh chẳng trả lời xoay người đi ra ngoài an chiếc đứng một bên xem van và anthony xử lý phần ngực bụng quái vật Cậu hỏi Cần em giúp gì không? Và đeo bao tay Anh ta cầm một chiếc kìm đen to như bắp chân người vậy Anh ta hỏi Cậu chưa ra vùng ngoài lần nào à? An Chiết trả lời Vâng Thế thì đứng đây chờ là được rồi Van dùng chiếc kìm cậy phần vỏ gắn trước ngực bụng con quái vật ra Mép vỏ trông thật lạ Có chiếc gai đen nhòn nhọn nhọn nhô lên giữa mép Nối với các mảnh vỏ khác Tia sáng lạnh tanh lấp lóe Van bảo con này nhiều gai lắm, thiếu kinh nghiệm thì xảy tí là bị đâm ngay. Mức ô nhiễm ở đồng bằng số 2 tuy thấp, nhưng vẫn có khả năng bị nhiễm gen. An Chiết bèn ngoan ngoãn lùi về sau dăm bước. Cậu đứng nhìn họ sóc lần lượt từng phần vỏ đen xì quanh cái xác lên. Nội tạng và các bộ phận trắng hiếu chảy bừa phứa dưới đất. Quan sát đặng phút chốc, bỗng có tiếng ùn ùn rung rít dội đến. An Chiết ngoảnh sang bên tay phải và trông thấy một chiếc xe bọc thép hình chữ nhật màu đen đang chạy tới hướng này, Nôm nó hệt một con quái thú giáp sát to kền vậy. Trong chiếc xe khá là quen mắt, bởi đội lính đánh thuê từng dắt theo An Trạch lúc trước có tầm 5 chiếc xe bọc thép kiểu ấy. Xe dần tới gần, Hồ Sinh nhảy vọt xuống xe. Và anh chẳng buồn ngẩng đầu lên mà bảo Cậu phụ anh ta khiêng đồ đạc lên xe trước đi. An chiếc khẽ vân, cậu gom đóng vỏ dưới đất. Kế đến buộc chặt chúng bằng dây thừng hết sức cẩn thận rồi đưa cho Hồ Sinh. Hồ Sinh ôm chúng, đoạn quăng vào khoang dự trữ của xe bọc thép. Quái vật khổng lồ mỗi lúc một nhỏ đi do bị họ tháo dở. Số vỏ mà An Chí phải nhặt cũng mỗi lúc một nhiều, cậu thốt nhiên khựng lại đương lúc cầm dây thừng buộc chồng vỏ. Ngay phút dây này đây, trên chấp gai nhọn của miếng vỏ đen xì cậu đang cầm, lấm tấm đôi ba giọt nước sẫm màu. Sẽ rất khó để phát hiện ra chúng nếu không nôm thật kỹ. Cậu nhìn về phía vũng nước nhơ nội tạng nhầy nhụa dưới đất, xác nhận tất thể chất lỏng của con quái vật toàn là màu trắng, vàng hoặc không màu mà thôi. Vậy những giọt dịch đục kia là gì nhỉ? Cậu nhớ đến máu ọc ra từ trong người của An Trạch trước khi y chết. Vì vậy, An Chiết lại trông sang chỗ của Van và Anthony. Cả hai đang tập trung tách xác, vẻ mặt bình tĩnh, hết thảy bình thường. Cuối cùng, An Chiết đành phải xem như chẳng có chuyện gì xảy ra, cúi đầu buộc đồ tiếp. Mãi sau họ mới tách xong tất cả các bộ phận, Ba người kia hẳn đã chịu tin An Chiết sẽ không thình lình biến thành một con quái vật nguy hiểm. Van bảo, lên xe về căn cứ thôi, An Chiết cũng tới đây. Một chiếc xe bọc thép có thể chở từng 7-8 người ở trong cung cấp không gian nghỉ ngơi cho con người, được chia làm ba buồn. Ngặt nổi, buồn nào cũng ợp ẹp và thấp lè tè, họ buộc phải khom lưng mới di chuyển trong đáy nổi. An Chiết được xếp vào buồn nằm ở ngoài cùng, bên phải chính là cửa xe. Cậu nằm xuống, gối đầu lên ba lô, Anthony đang ngồi đằng trước lái xe và anh ở ngay buồng sát bên. Ho sền thì tuốt lút phía trong cùng. Cửa xe đóng sầm lại khiến nơi đây mịt mùng khôn tả. Duy chỉ còn thứ ánh sáng tù mù là xà vào ô cửa sổ kế bên. Xe bọc thép sốc nảy một hồi thì chậm chậm khởi động. Tiếp theo chạy thẳng đầy ổn định. Lắm khi sẽ trồng trành, sông chẳng đáng kể mấy. An chiếc nhìn trân trân bóng tối trước mặt cậu thấy mình như đang lững lờ giữa dòng thủy triều đen ngòm thủy triều cuốn cậu đến căn cứ phương bắc mà cậu thì chẳng hay biết gì về xứ sở ấy nỗi khắc khoải và mông lung ám mãi lòng cậu cậu nằm trong bóng tối và chờ đợi một cách thầm lặng giây phút tia sáng thấp thoáng ở bên ô cửa sổ dần rành rọt hơn xung quanh cũng nhập nhoạng đôi phần ngừng xe an chiết thấy ho sình đứng dậy đi ra Gã mở cửa buồn nghỉ lẫn buồn lái ra vì đến lượt gã thế chỗ cho Anthony rồi. Anthony nằm xuống vị trí cũ của Horsen. Hắn thở nôm thực nặng nhọc. Động tác thì mạnh bạo đến làm độ mặt sàn buồn nghỉ chấn động. Chẳng mấy chốc, cậu nghe Van hỏi rằng Sao vậy? Anthony đáp Hơi quải tí thôi. Lại thêm một đợt dằn dặt. Hiện giờ tới lượt Van thế chỗ Horsen. An Chiết nằm cuộn lại theo bản năng Cậu biết Hồ Sinh sắp sửa ngủ cạnh mình rồi Nên cậu hơi lo Xong chờ hoài mà buồn bên Chả có tiếng nằm xuống gì sất An Chiết mở to hai mắt Chờ đợi Tức thì tiếng bước chân thùm thụp vẳng đến Bỗng có một kẻ bổ nhào vào người cậu Bé cưng à Hồ Sinh thiều thào Giọng khê đặc Gã lách hai chân vào giữa háng An Chiết cánh tay ôm siết bả vai cậu An Chiết chừng như giải dụa theo phản xạ nhưng lại bị một nguồn sức mạnh áp đảo ghi chặt xuống sàn. Thằng nhãi van kia đi rồi. Anh biết cưng làm nghề gì. Số đội lính đánh thuê anh theo còn nhiều hơn số đội mà thằng nhãi kia từng thấy đấy. An Chiết đã dồn quá nhiều sức vào đợt chống cự ban nãy. Cậu thở hồng học. Xin ông hãy thôi cho. Thôi là thôi như thế nào? Hồ Sơn cười gian, nụ cười của gã nông cực dữ tợn. Trong khung cảnh mờ tối, An Chiết chẳng trả lời nữa. Hồ Sinh buông lỏng bàn tay đang đè vai An Chiết rồi đi cởi dây nịch. Gã chỉ cần dùng một tay thôi là đã dư sức hãm An Chiết lại. Điều này khiến gã thấy khoái trá không sao tả xiết. Gã cười thêm suồng xả hơn. Đoạn cất giọng điệu bỉ bay cợt nhã. Mẹ cưng ơi, tí sức ấy của cưng thì làm nên trò trống gì hả? Chả biết lái xe, chả biết dùng vũ khí hạng nặng. Gặp quái vật thì chỉ có nước chờ chết thôi. Đồng đội cưng mang cưng theo để làm gì? để đứng nhìn chắc. Dứt lời, gã bèn nhấc cổ An Chiết lên, sáp tới gần và áp má tua tủa râu áp lên cổ của cậu. Mùi khoái thuốc nồng nặc, tức tốc sọc tới. Hạng điếm như mày tao gặp nhiều rồi. Chẳng qua sinh sắn ngần này thì quả là lần đầu tiên. Đội lính đánh thuê cũ của mày là đội nào? An Chiết thở phì phò dữ dội. Hò sinh nằm đè lên tấm thân của cậu. Gã cắn cổ An Chiết rồi thè đầu lưỡi nóng ướt liếm láp làn da cậu. An chiếc quay đầu ho khù khụ do bị sặc khói, tay phải quờ quạng trong bóng tối, cuối cùng bỗng với trúng con dao găm van đã đưa cho cậu. Đúng vào lúc bấy giờ, bỗng một tiếng động ván tay sập đến từ buồn bên cạnh, tức buồn của Anthony đang nằm, trông cứ như có thứ gì đó quật ngã xuống sàn vậy. Đừng nóng chứ mỏi đen, Ho cười phá lên, chốc nữa sẽ đến lượt mày. Nhưng lời gã thốt ra có vẻ chả hiệu quả gì sất, bởi tiếng bước chân đang đi về phía bên này Hồ sền rủa thầm, gã lôi An Chiết dậy, rồi ghim chặt lên thành xe, xé toạc cổ áo sơ mi của cậu đầy tận tạo. An Chiết chẳng buồn phản kháng nữa, cậu siết chặt dao găm trong tay, nín mặt nhìn về phía lối đi nhập nhọn, sợi nắm trắng phao lẳng lặng trường khắp sàn, chừng như đang định làm điều gì đó, còn dùng xéo lắm cũng quằn, tuy nhiên dây kế tiếp cậu ngừng bật mọi động tác. Có một con quái vật mang cơ thể người nhưng đằng sau lại mọc ba cặp chân dài ngoãn, nó kéo lê đôi cánh quắp vào, mềm mại bước ra khỏi lối đi nhỏ. Đôi mắt kép đỏ lòm sáng lập lòe trên đỉnh đầu nó. Hết chương 3 Chương 4 Bọn họ thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Da nó đen kịch, chính là màu da của Anthony. Xong vào giây phút này, khuôn mặt loài người ấy đã biến dạng vặn vẹo. Vị trí vốn dĩ là hốc mắt nay đã nhú vải nâu lít nha lít nhít mũi bị vẹo xuống thành một vết nứt to tướng, phần mõm chỉ ra ngoài, ở giữa xuất hiện cái vòi đen vừa dài vừa xoắn. Nó thoáng dừng bước, rìa cánh cả lên thành xe, vọng ra âm thanh rợn gáy. Anh mày làm cái thá gì vậy? Giọng nói bất mãn của Hoshin vang lên. Tàu đếch có sở thích để thằng khác nhìn trộm. Dứt lời, gã lại cúi đầu, ghi chặt cơ thể an chiếc. Cậu cảm giác có hàm răng cắn phập vào cổ mình làn da bị răng nanh cắn rách cơn đau dần dần rõ rệt nhưng cậu chả hơi đâu quan tâm nữa rồi cậu cương cứng cả người đối diện với anthony bị biến thành quái vật một giây hai giây ba giây đôi cánh sau lưng anthony khẽ rung vòi bắt đầu xoay tròn trên không trung sợ dường như ho sinh áp lên người cậu cũng thoáng nhận ra cơ thể đối phương đờ đi mồm lầm bầm mắng còn giả vờ à Kế đó bóp mạnh lấy hồng cậu Gầm da dẻ cậu liên tục Bỗng ngay giây phút này Tiếng cánh vỗ ong ong chợt truyền sang Sáu cái chân mảnh khảnh của Anthony đáp xuống sàn Cơ thể nghiêng về phía trước Dồn nén lực Bất ngờ lao tới chỗ họ Giống hệt một con nhện nhỏ dài Tiếng gió thổi vang lên khắp không gian thu hẹp Đồng tử an chiếc tan rã ngay chớp nhoáng Cơ thể lập tức biến hóa Chuyển thành trạng thái gốc mềm mại linh hoạt sợi nắm tung phần phật trong buồn nghỉ, hầu như lấp đầy hoàn toàn không gian, nhất thời chặn đứng tầm mắt của Anthony. Khoảnh khắc tiếp theo, An Chiết bỗng cảm giác được kẻ đang đè mình đầu tiên là cứng đờ phút chốc, ho khang vài lần, kế đó tứ chi nhanh chóng luống cuốn. Mẹ kiếp! Đây là... Cậu cúi đầu nhìn, Trong thấy ho sinh vừa ngoạm cổ cậu ban nãy đã cắn đứt vô số sợi nắm mềm, khiến phổi và thực quản bị sặc vẻ mặt sau khi ho khan hết sức đau đớn hoảng sợ. Cùng lúc ấy, có vô số sợi nấm bị Anthony dơ chi trước chặt văng. Sợi nấm mềm mại dễ đứt, chả hề có tí bền bỉ nào, chỉ biết tranh thủ chạy trốn trong khoảng thời gian chưa đầy 5-6 giây. An chiếc án chừng khoảng cách giữa mình và Anthony chút đỉnh, dùng sợi nấm cuốn chặt quần áo rồi luồn lách khỏi ho sinh đang hoang mang vô ngần, giành lại sự tự do sợi nấm trắng mút của cậu tuôn tới cửa y hệt thủy triều trắng xóa quay trở về trạng thái người nơi cửa xe bấm công tắc của nó tiếng ầm ầm ngân dài cửa xe hất lên an chiết lập tức thu tất cả sợi nấm vươn một tay tóm lấy cổ áo của hosen nhảy vọt ra ngoài cả hai cùng ngã xuống xe nện mạnh vào đất cát rắn rỏi ít nhất nơi này sẽ an toàn hơn buồng xe chật hẹp kia tuy nhiên chẳng mấy chốc đầu của anthony cũng ló khỏi cửa xe âm thanh ông ông chói tai vang rền. Trước tiên nó vỗ cánh bay cao chừng 4-5 mét, kế đấy đột ngột lao xuống phía dưới. Mà vào thời điểm nó bay phát lên trời, An Chiết đã vội vàng bò dậy, tăng tốc chạy ra đằng sau. Cậu trông thấy Ho vẫn cứ đứng trưng cặp mắt rã rời, nằm ngửa trên mặt đất. Anthony vương chi trước sắc lẹm, đâm thủng bộ ngực gã trong chớp nhoáng. An Chiết từng chứng kiến vô số cuộc săn bắt lẫn cảnh tượng trốn thoát, biết rõ nên trốn kiểu gì, Cậu tưởng Ho cũng biết điều đó. Xong mãi đến thời khắc máu tươi bắn tuôn tóe, Ho mới đột ngột hoàng hồn. Gã rống to một tiếng, hai tay chộp lấy chi trước của Anthony, đôi chân đạp tới tấp trên cơ thể đã biến thành con nhộng đen sì dài ngoẵng, định bụng thối lui. Mặt đất dội âm âm, An chiếc nhanh chóng ngoảnh đầu, phát hiện chiếc xe bọc thép vốn đã lái đi thật xa, bỗng dừng rẽ hướng, xoay đầu lao như gió qua bên này. Cuối cùng Ven cũng phát hiện ra điều bất thường rồi. Cậu thở hổn hển vài ngụm, cất bước phóng tới chỗ xe bọc thép. Dễ dàng trông thấy vẻ mặt lo lắng của Van thông qua ô cửa sổ, còn chưa kịp chạy đến thì cửa xe bọc thép đã bật ra, thời khắc An Chiếc kề sát xe bọc thép, có một đôi tay cường tráng kéo mạnh cậu từ mặt đất. Cậu phối hợp động tác của Ven, chui vào trong buồng lái, van tức tốc ném cậu sang một góc, đóng sầm cửa xe lại. An Chiếc bảo: "Bọn họ" không cứu được. Văn tiếp tục dốc sức đánh vô lăng, xe bọc thép quay đầu sang phương hướng ban nảy, đạp ga hết cỡ, phi thẳng một mạch. An chiếc tựa nơi thành ghế vụ lái, thở hồng hộc chốc lát, sau khi thoáng khôi phục hô hấp, cậu bèn nhìn sang kính chiếu hậu đằng sau. Anthony biến dị và ho thoi thớp vì bị thương nặng đang quấn chặt lấy nhau lăn lộn khắp nơi. Anthony nhấc chi trước lên, ghế đó đột ngột cắm xuống, xỏ xuyên liên tục qua bụng Horsen, ghi bẹp cơ thể gã trên mặt đất. Tiếp theo, nó ngẩn lên nhìn sang chỗ họ. Ước chừng qua 5 giây, nó tự hồ như từ bỏ ý định truy đuổi xe bọc thép. cúi đầu, thọc cái vòi mảnh vào đầu Horsen. Cơ thể Horsen co quắp một đợt rồi dứt khoát mềm oặt. Xe lao rất nhanh, chẳng mấy chốc, bóng dáng bọn họ đã biến mất trong các vàng bụi rậm. Rốt cuộc chả còn thấy được gì nữa. Van hỏi, Anthony biến dị à? An Chiết quảnh sang nhìn Van, thấy vành mắt anh ta hơi ửng đỏ. Cậu gục xuống đáp. Xin lỗi ạ. À. Cậu còn sống mà Van lại mất đi hai đồng đội. Xin lỗi gì chứ? Van miễn cưỡng nở nụ cười. Mỗi lần chúng tôi ra ngoài làm việc đều có người chết. Quen rồi. Nói không chừng kẻ bỏ mạng tiếp theo chính là bản thân. Nhưng An Chiết vẫn cảm thấy thực sự ái náy Anthony bị nhiễm virus. Nếu cậu chịu nói cho Van biết ngay khi phát hiện vết tích mấy giọt máu đáng ngờ dính trên mảnh giáp, có lẽ bọn họ sẽ nhận ra Anthony bị nhiễm virus sớm hơn. Cậu cúi đầu khai hết sự việc. Van lặng thinh dây lát, giọng thều thào. Thứ Anthony biến thành không phải là kiến. Khả năng cao hắn đã bị nhiễm virus sẵn. Chúng tôi từng chạm trán một bầy mũi rừng biến dị trước khi gặp cậu. An chiết. Sau đó, anh ấy bị vẽ sượt trúng ư? Van nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếp tục trầm ngâm hồi lâu mới đáp. Mức độ ô nhiễm của đồng bằng số 2 cực thấp. Hai sao? Sướt da hoặc là bị thương nhẹ không nhất định sẽ nhiễm virus. Tuy nhiên, nếu tiết lộ thì chắc chắn sẽ bị đội ngũ vứt bỏ. Rất nhiều người bị thương xong cũng chả dám nói gì. Âm thanh anh ta nhỏ chút đỉnh. Bởi vì họ muốn về nhà. An chiết vậy hoshin thì sao giả dụ phát hiện anthony bị nhiễm virus từ sớm có lẽ hoshin sẽ không chết cậu đừng để nó trong lòng hoshin chết chả có oan tí nào van chăm điếu thuốc rít mạnh một hơi gã làm quá nhiều chuyện thất đức dưới tay có ít nhất năm mạng người nếu chẳng phải lần này thực sự thiếu thành viên tôi với anthony cũng chả muốn hợp tác với gã cơ mà lúc ấy gã đang làm cái gì thế ức hiếp cậu à An Chiết im lặng và nghiêng đầu nhìn cậu. Ánh chiều tà rọi bóng, đường nét cậu trai trông vừa bình tĩnh vừa ôn hòa, giống hệt giọt nước ống ánh trong suốt. Tiếp người này xuất hiện ở vùng hoang mạc hiểm ác, ác hẳn có nỗi khổ riêng khó nói, thế nhưng Van quyết định không hỏi. Và tương đồng, An Chiết cũng chả biết nên nói gì với Van. Cậu đang hồi tưởng cảnh tượng trước khi Ho Sinh chết, lúc mới bắt đầu hình như ho sinh đã mất nhận thức tạm thời mãi đến khi bị đâm mới tỉnh lại trước đấy ho sinh đã làm cái gì ấy nhỉ hắn cắn trúng sợi nắm an chiếc trao mày kỳ thực cậu cũng chả rõ bản thân mình có độc hay không nữa hiện tại cậu đang hoài nghi mình chính là một cây nấm có độc càng chạy thẳng phía trước thì thảm thực vật càng thêm thưa thớt khắp hoang mạc mênh mang bát ngát chẳng có bất kỳ sinh vật nào chỉ vỏn vẹn mỗi chiếc xe bọc thép đang lăn bánh cô độc chở bọn họ. Buổi tối, thời điểm cực quan lại xuất hiện trên bầu trời, và anh mới định bụng dừng xe nghỉ ngơi, anh ta dụi tàn thuốc lên vô lăng, mở nắp miệng cống thông giữa buồng lái với buồng nghỉ, nhảy xuống, giọng dội lên từ dưới buồng nghỉ đen ngầm. Ngủ một giấc đã, lái thêm chừng một ngày rưỡi nữa là đến căn cứ. An chiếc chạy tới trước miệng cống, vì để tầm nhìn rộng rãi vị trí của buồn lái rất cao, mà nhằm tiết kiệm không gian cho khoan dự trữ, vị trí của buồn nghỉ ở tận dưới đáy, cực kỳ thấp, độ cao trên lệch với buồn lái án chừng 1 mét. Và giờ cậu phải nhảy xuống, cậu đứng yên trù trừ lưỡng lự chốc lát, chỉ sau 3 giây ngắn ngủi, có vẻ Van đã nhận ra cậu do dự, bảo Cậu ngồi đó trước đi. An Chiết nghe lời ngồi thụp trên lề cống, đôi chân hơ hơ lơ lửng, chẳng mấy chốc vành vươn tay vịnh nửa người trên của cậu đỡ cậu xuống dưới an chiết đáp chân vững vàng nhỏ giọng bảo cảm ơn à không sao van mỉm cười âm thanh lộ ra một loại dịu dàng từ tốn em trai tôi sợ độ cao nên cứ như vậy suốt nó chắc lớn tầm tuổi cậu thôi an chiết cố gắng tìm tòi quy luật giao lưu của loài người thăm dò hỏi bạn ấy cũng đi hoang mạc chung với anh hả ừ van đáp trước kia luôn đi chung lần này thì không đi à mất rồi van bảo hai tháng trước bị thẩm phán giết ngay cổng căn cứ thẩm phán đây là lần thứ ba an chiết nghe thấy danh từ này lần thứ nhất là an trạch nói y đang khuyên nhủ cậu đừng đến căn cứ loài người em không thể thoát khỏi con mắt của thẩm phán lần thứ hai là anthony nói hắn không muốn cho cậu vào nhóm Chúng ta không phải thẩm phán Không thể hoàn toàn khẳng định cậu ta là người Mà ở trong trí nhớ của cậu thu được từ An Trạch Dường như đó là một loại danh từ xuất hiện với tần suất cực kỳ cao Vì vậy cậu lặp lại lần nữa Thẩm phán Cậu không biết Giọng van cất cao mang theo sự kinh ngạc Rốt cuộc cậu chui ra từ xó nào vậy? An Chiết nhỏ giọng đáp Hồi trước em ít tiếp xúc với kẻ khác lắm Nhìn thấy rồi. Van vặn một nút xoay gắn nơi vách buồn nghỉ. Ánh đèn màu trắng ảm đạm trên nóc buồn chợt sáng lên. Miễn cưỡng rọi sáng không gian chợt hẹp này. Anh ta lôi bịch lương khô ra khỏi ngăn chứa trên vách. An Chiết cũng tự lấy thức ăn nước uống nằm trong ba lô. Ngồi đối diện với Van. Bất chợt nghe Van giải thích. Căn cứ có một quy chế gọi là dự luật thẩm phán giả. Sau đấy có một tổ chức trực thuộc quân đội nắm giữ quyền hạn rất cao, gọi là tòa xử án. Thành viên của tòa xử án chính là hội đồng thẩm phán. Mọi khi bọn họ thường thay nhau trực ở cổng căn cứ. Thành viên nào cũng có giấy phép giết người. Giết người sẽ không phạm pháp. Nghe xong câu ấy, An Chiết nhớ ban máng rằng mình từng tìm được thứ gì đó có liên quan đến điều này trong ký ức của An Trạch. Câu hỏi. Thế họ sẽ phán đoán đối tượng tiến vào căn cứ là khỏe mạnh hay nhiễm virus à? Van đáp Ừ Ngoại trừ tốt nhiễm virus dễ bị phát hiện thì có vài người không thể phát hiện được Một là do quá trình biến dị vẫn chưa bắt đầu Hai là do mức độ biến dị quá cao Bề ngoài chả khác gì loài người Căn cứ gọi đó là dị chủng An Chiết mở to hai mắt Nếu nói như vậy thì cậu chính là dị chủng rồi Van cởi áo khoác đắp lên người mình vặn nắp bình nước đoạn bảo Dân số ở căn cứ cực kỳ đông Sau khi dị chủng tiến vào căn cứ Sẽ tàn sát điên cuồng Kế đó chính là phát tán virus trên diện rộng Tòa xử án có trách nhiệm Phải xác định từng đối tượng đến thành phố Rốt cuộc là người hay dị chủng Và quá trình xác định được gọi là thẩm phán Vậy An Chiết hỏi Sau khi phát hiện Họ là dị chủng thì sao Còn sao nữa chứ Phanh nhớ mày đáp Bạn chết ngay tại chỗ thôi An chiếc lặng thinh cúi đầu cắn bánh quy khô một phát Cậu mới học được cách ăn lương thực giống như loài người Đối với cậu mà nói thì lương thực của loài người khá cứng Thời điểm nuốt xuống khoang miệng và yết hầu sẽ bị nghẹn đau Nên tuy cậu ăn rất chậm nhưng nhịp tim lại đập rất nhanh Lề mề chốc lát cậu hỏi tiếp Có thể phát hiện hết tất cả dị chủng thật ư Và nóc một ngụm nước đầy tựa lên thành xe, hai mắt nhắm nghiền, giọng điệu nôm hơi mất tinh thần. Ai mà rõ chứ, chả có bằng chứng. Chẳng kẻ nào biết được liệu những người bị giết rốt buộc có phải là dĩ chủng thật hay không. Em trai tôi chính là ví dụ. An Chiết chẳng đáp, hình như cậu đang hỏi một đằng và anh trả lời một nẻo, xong cậu vẫn im lặng lắng nghe. Nó, lần ấy nó đến đồng bằng số 1 cùng tôi, mức độ ô nhiễm ở đó còn thấp hơn cả đồng bằng số 2. Tôi luôn luôn canh chừng nó. Tôi có thể dám chắc rằng nó không hề bị thương. Van mỉm cười, giọng lai kháng đặc. Về tới cổng căn cứ, xui thay, thẩm phán trực hôm đó lại không phải là thẩm phán bình thường. Đó là kẻ đứng đầu hội đồng. Mọi người gọi gã là thẩm phán giả. Thẩm phán khác giết người buộc phải nêu nguyên nhân. Nhưng gã thì không, gã chả cần đưa ra nguyên nhân để giết bất luận kẻ nào cũng chả chấp nhận lời biện hộ cho dù có thuộc tầng lớp cấp cao của căn cứ đi chăng nữa giết chính là giết hôm nọ gã đã làm như thế nổ súng ngay khi vừa nhìn thấy em trai tôi tôi chẳng tin song không còn cách nào khác việc thế này xuất hiện vô số lần gã từng giết rất nhiều người hàng loạt đối tượng trong căn cứ hận gã đương nhiên là có tôi Biết đâu một ngày nào đó tôi cũng sẽ bị gã bắn chết. Dứt lời, Vang thẩn thờ nhìn bàn tay phải của mình phút chốc. Kế đó quăng bình nước sang bên cạnh, gối lên tay nằm xuống. Nhưng ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm nóc buồn nghĩ. Cuối cùng quay về quỹ đạo trả lời vấn đề ban đầu của An Chiết. Bọn họ thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Nếu dị chủng thật sự tiến vào căn cứ, đảm bảo sẽ bị phát hiện Hiện tại vừa tròn một năm kể từ khi gặp sự cố dị chủng tập kích cùng lúc. An Chiết lo lắng quá, vì để che giấu sự lo lắng này, cậu bèn nhắm mắt lại, vươn tay trái dụi dụi mắt. Van bảo, thôi ngủ đi, nhóc con. An Chiết nằm ngay bên cạnh anh ta, mặc kệ ngày mai thế nào, chỉ ít đêm nay thật an toàn, không có quái vật, cũng không có ho sinh, chỉ có anh Van đối xử rất tốt với cậu mà thôi trước khi ngủ cậu giơ vỏ đạn kia lên ngắm nhìn hành lang ở cuối cửa xe giả như giả như bây giờ cậu lén lúc mở cửa ra chuồn khỏi xe trở về cánh đồng hoang phân bố quái vật dày đặc chắc hẳn cậu vẫn tiếp tục sống được chẳng cần đến gặp thẩm phán chẳng cần bị giết ngay tại chỗ cậu chưa rõ mình có thể sống bao lâu song nhất định sẽ lâu hơn ngày mai tuy nhiên bào tử có phải là vật quan trọng hơn mạng sống hay không phải chứ Đối với sinh vật dưới đáy vực thẳm mà nói, cái chết chính là chuyện nhỏ nhặt chả đáng kể nhất. Song với ở bên ngoài vực thẳm một ngày ngắn ngủi, tận mắt chứng kiến Anthony biến dị và ho sinh tan xác, hóa ra mạng sống của con người cũng chẳng đáng quý tới như vậy. An Chiến nhắm nghiền mắt, cậu biết rằng mình phải đến căn cứ phương Bắc. Sáng sớm hôm sau, bọn họ lại khởi hành chặn đường tới căn cứ, bởi lẽ chỉ có mỗi van điều khiển xe đâm ra không đủ sức cho nên thời gian nghỉ ngơi của họ dần lộn xộn hơn. Bắt đầu dưỡng sức từ chiều hôm thứ hai sang nửa đêm hôm thứ ba mới tiếp tục men theo hướng Bắc. Đường lúc cực quan nhạt đi, vòm trời xuất hiện màu trắng, van bất chợt bảo. Sắp đến rồi. An Chiết đưa mắt nhìn về phía trước, buổi sáng lạnh lẽo chìm trong sương mù, cả thành phố hình tròn chậm rãi ló ra khỏi chân trời. Thành phố Cậu biết từ này là người tập trung tại thành phố tương tự với nắm tập trung vào dịp mưa vậy. Xe bọc thép mãi chạy thẳng một mạch. Sau khi màn sương sớm tản đi, cảnh tượng trước mắt càng lộ rõ nhiều chi tiết hơn. Thành phố hình tròn bao bọc bởi bức tường thành xám xịt kiên cố. Độ cao nó ngang ngửa cây nấm cao nhất. Dẫu 20 người có chồng lên nhau, chân người dẫm lên vai người dưới cũng chưa chắc vượt qua tường thành nổi. Chớp tường thành gắn ít nanh thép và gai, màu thì sắc sảo lạnh buốt, giống hệt nham thạch lẫn đất đai mùa đông. Biên giới tường thành gian đầy hệ thống theo dõi cùng máy móc laser. Ai đột nhập sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Hai cánh cổng thành chính là lối đi duy nhất, chỉ đủ cho một người vào và một người ra. Bây giờ bọn họ đang đứng ngoài cánh cổng chỉ có vào chứ không có ra. Sau đó, An Chiết trông thấy khá nhiều tiểu đội giống của Van, lái tới từ bốn phương tám hướng có mặc quần áo gọn nhẹ có mặc quần áo vừa dày vừa nặng tay cầm vũ khí một đội chừng 4 hoặc 5 thành viên lái xe bọc thép tương tự dừng ngay khu vực vạch sẵn tiếp theo nhảy xuống xe sang cổng thành kiểm tra riêng xe với người van rời xe trước ăn chiếc vịnh cánh tay anh ta trèo xuống xe cậu cảm giác cánh tay van hơi cương cứng nên nghĩ bụng có lẽ cánh cổng thành này đã gợi lại những hồi ức buồn bã về em trai của van bọn họ sải bước tới vị trí cổng thành, nơi đó đang xếp thành từng tốp dài, hàng ngũ khá lộn xộn, thấy không rõ tình hình lắm, chỉ biết mọi người đang lần lượt tiến vào thôi. An Chiết nép sau lưng van, bước sang chỗ xếp hàng, vừa đi vừa quan sát xung quanh. Bình lính vận quân phục màu đen đứng vây kính hai cánh cổng thành. Bên hồng dắt hai khẩu súng, một khẩu cầm tay, một khẩu laser. Đằng sau bọn họ là vũ khí hạng nặng khổng lồ đặt đối diện cổng thành, có thể mượn tượng ra nếu một mai xuất hiện quái vật định xâm lấn, những vũ khí hạng nặng này nhất định sẽ bắn nó tan xác thế nào. Nhìn giáo giác tứ phía xong, câu chợt bị một bóng dáng màu đen hấp dẫn ánh mắt. Ở vị trí trống trải xa xa dưới tường thành, người nọ cũng vẫn quân phục đen sẫm trông có vẻ là một chàng lính vô kỷ luật tự ý rời khỏi hàng ngũ, chẳng hề đứng gác quy củ như đồng nghiệp của mình, mà là tự hờ nơi tường thành đang cúi đầu từ tốn lau một khẩu súng đen ngòm. Thế nhưng, quân phục đen sẫm trên người chàng tự hồ tinh tế và thẳng thớm hơn những kẻ còn lại rất nhiều. Hoặc có lẽ là do thân hình thon dài cân xứng mà ra. Và thoáng nhìn sang bên kia, chẳng hiểu cớ sao bước chân bỗng nhiên tăng tốc, lôi cậu đi thẳng về phía trước. Ngay thời khắc bọn họ sắp lách vào hàng cuối cùng. An Chiết trông thấy đối tượng đằng xa nọ chậm rãi ngẩng đầu. Dưới vành nón quân phục màu đen, xuất hiện một đôi mắt xanh lục lạnh nhạt. Trong chốc lát, bước chân An Chiết đột ngột dừng lại, cảm giác được xung quanh bất chợt rét căm căm, giống hệt hầm băng vậy. Và ngoảnh đầu hỏi, Cậu sao thế? Giọng nói tức thì im bặt một tiếng súng vang rền. Vóc dáng vạm vỡ của van lão đảo ngay tại chỗ, ngã vệt xuống dưới đất, đôi mắt anh ta mở to và cổ họng rít ken két, máu tươi tuôn trào từ huyệt thái dương, cơ thể rung lập cập vài đợt rồi chả còn bất kỳ tiếng động nào. An Chiết thậm chí không thể kịp vương tay túm lấy vạt áo anh ta, cũng không hề có thời gian cân nhắc rốt cuộc ban nãy đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết ngẩng đầu lên đối mặt với chàng sĩ quan quân phục đen sẫm. Bởi lẽ, vào giờ phút này, sĩ quan ấy đang chậm chậm di chuyển nòng súng đen kịch, nhắm về phía cậu. Hết chương 4 Chương 5 Lục Phong mày sẽ chết không tử tế máu của van văng tóe lên trước mắt của an chiết một sắc đỏ sậm đám đông xếp hàng nghe thấy tiếng ồn bèn ngoảnh đầu nườm nượp ngó sang chỗ cậu song vẻ mặt lại thản nhiên khi trông thấy cảnh này cứ như thể chưa từng xảy ra chuyện gì vậy nhưng van chết rồi một con người cứ thế mà bị giết ngay trước cổng thành căn cứ loài người chẳng ai lấy làm dị nghĩ gì hết do đó an chiết bỗng vỡ lẽ rằng cái tên kia chính là thẩm phán giả, đối tượng Van từng nhắc tới hôm kia. Anh ta là chủ nhân của tòa xử án và sẽ phán xét từng kẻ tiến vào cổng thành liệu có phải là nhân loại hay dị chủng chăng. Anh ta có thể quyết định sự sống chết của bất kỳ kẻ nào, dẫu có là ai đi chăng nữa. Chả cần lý do. Mà bây giờ đã đến lượt cậu nhận sự phán xét. Thoạt đầu trống ngực an chí cứ nện thùm thùm không thôi, bởi cậu sực nhận ra rằng mình thật sự sẽ chết vào thời khắc bị chĩa thẳng lòng súng vào mặt tuy nhiên khi nhìn về phía đôi mắt xanh lạnh nhạt của thẩm phán giả cậu lại dần dần bình tĩnh trở lại đến căn cứ phương bắc là quyết định cậu ắt phải làm theo nên nhận sự phán xét chính là kết cục của cậu mặc cho hậu quả có ra sao cậu đếm nhẩm dây trong đầu một hai ba Tiếng súng mãi chưa chịu vang, thẩm phán giả chỉa súng vào cậu, chậm chậm bước đến bên này. Đám đồng xếp hàng như ngầm hiểu mà tăng nhanh tốc độ, họ tự giác dồn hết về phía trước, chẳng mấy chốc khu vực ấy đã vắng hoe, chỉ còn mỗi an chiếc thôi. 11 12 13 Thời khắc đếm tới giây thứ 14, thẩm phán giả đã đứng ngay trước mặt cậu. Ngón áp út ghi chặt bán súng, đoạn dời nòng súng xuống, Kế đến anh hạ vũ khí Chỉ nghe anh cất giọng bảo Đi theo tôi Ngữ điệu vô cảm lạnh tanh hệt ánh mắt của anh vậy An Chiết đứng tại chỗ chờ anh đi Xong 3 giây sau đối phương vẫn chẳng buồn di chuyển Cậu ngẩn đầu nhìn anh với vẻ nghi ngại Tiếp sau đấy giọng thẩm phán giả còn gắt hơn trước đôi phần Anh bảo Chìa tay ra An Chiết bèn ngoan ngoãn chìa tay ra Lách cách cậu khẽ run lẫy bẫy trước cơn cống một bên của chiếc còng tay bạc chụp lên cổ tay cậu một bên do thẩm phán giả cầm an chiếc cứ thế bị dắt đi có điều quái gở như thế này đám đồng xếp hàng chả buồn hó hé gì lúc van bị bắn chết ban nãy mà giờ họ lại châu đầu ghé tai bắt đầu xì xa xì xầm vì thấy cậu bị thẩm phán giả áp giải an chiếc rất nhanh chóng đã bị lôi vào cổng thành cậu chỉ kịp ngoảnh đầu nhìn lướt qua cơ thể đang đổ gục của van Bước vào trong, cậu phát hiện rằng nó cũng chả phải lối đi hẹp mà là một khu vực rộng. Bị chia thành vài không gian với ánh đèn trắng trực khắp muôn chốn. Chúng hắt lên bức tường thép, nơm như những tảng phiến sét xám xám được rọi tỏ bởi quần sáng xe lạnh mỗi độ đông về vậy. Lính tráng trang bị vũ trang và các vũ khí hạng nặng chẳng hề kém cạnh bên ngoài. Có một cái bàn dài màu trắng đặt giữa vòng vây chặt chẽ của vũ khí hạng nặng và tốp lính bà viên sĩ quan bận quân phục đen giống như thẩm phán giả đang ngồi sau bàn dài an chiết đoán đây chính là các quan thẩm phán hiện có kẻ đang ngồi trước mặt bọn họ một quan thẩm phán cất giọng hỏi quan hệ giữa anh và vợ ra sao cô ta không đi chung với anh vào đợt này à nhờ có ký ức của an trạch an chiết biết rằng đối với đối tượng bị nhiễm gen ngoài thay đổi vẻ bề ngoài thần thái thói quen hành động thì còn chịu ảnh hưởng về nhận thức lẫn trí nhớ. Vì lẽ đó, thẩm vấn cũng là một trong những cách phân biệt dị chủng. Cái tên dẫn cậu vào đây thoáng liếc sang đằng kia, ra lệnh. Nhanh lên! quan thẩm phán ngồi giữa vội đáp lại bằng một tiếng vân, nói cùng kẻ bị thẩm vấn ở phía đối diện. Anh về được rồi nhé. Đối phương cười tươi rói như vừa sống sót sau tai nạn. Hắn ta quýnh quán bật dậy rồi chạy qua lối đi ở cổng thành. Nhờ đấy An Chiết thêm chắc nịch rằng tên con trai dẫn cậu đến đây đích thị là thẩm phán giả. Và khi anh ta nói, nhanh lên, thì chẳng phải đang dục quan thẩm phán tăng tốc độ tra hỏi, mà nó cho thấy rằng anh ta đã xác nhận đối tượng bị thẩm vấn hoàn toàn là con người. Kẻ bị thẩm vấn tiếp theo rời khỏi hàng lối đi đến trước bàn dài, chỗ xếp hàng ở xa bàn dài phải biết, và giữa chặn có đặt vài thiết bị hình cánh cửa nữa bên cạnh đấy các khúc cua và dốc mấp mô còn được xếp ở một khoảng cách nhất định an chiết ngầm hiểu nó giúp các quan thẩm phán khai thác triệt để những nét đặc trưng trong cử chỉ của đối tượng thẩm vấn ngặt nổi cậu chẳng nghiệp quan sát nhiều hơn bởi một giây sau cậu đã bị kéo phăng sang hướng khác và rẽ vào hành lang sâu hút tên kia rút điện thoại đen sì ra lục phong ở tòa xử án xin xét nghiệm gen an chiết đoán hai chữ đầu chính là tên của anh Cánh cửa tự động tức thì xoẹt mở trước mặt họ. Lục Phong đi thẳng vào khiến An Chiết bị túm theo đến là chệnh choạng. Sau đấy cậu cũng đuổi kịp anh. Ấy là một căn phòng sắt bàn bạc, máy móc chả rõ tên, kèn đặt từ sàn đến nóc. Sáu tay lính đứng gác ở mỗi góc phòng. Có một chàng thanh niên tóc vàng mắt xanh, khoác áo blue đang ngồi sau bàn làm việc đặt trong một góc. Chàng thanh niên đẩy gọng kính nơi sống mũi và cất giọng đầy khiêu khích. Không ngờ thượng tá lục lại hạ mình đến đây Chả phải dạo này cậu khoái giải quyết vấn đề bằng súng đạn hơn hả Lục Phong lạnh lùng bảo Xin hãy phối hợp Thưa tiến sĩ Tiến sĩ liếc Lục Phong một phát Cười khẩy Chàng ta đứng dậy đoạn đái với An Chiết Đi theo tôi An Chiết đi theo chàng ta Và được chỉ định nằm trên một chiếc giường trắng bạc Tứ chi bị cố định bằng cùng tay Và cùng chân máy móc Tiến sĩ dặn dò Đừng cử động đấy nha. Tiếp sau đó, An Chiết bỗng thấy cánh tay đau quá. Cậu nghiêng đầu ngó sang bên cạnh thì phát hiện tiến sĩ đang rút một ống máu đỏ tươi từ cơ thể của cậu. Tiến sĩ nói. Màu máu của cậu khỏe mạnh phết. An Chiết trả lời. Cảm ơn đã khen ạ. À. Tiến sĩ phì cười trước câu trả lời của cậu. Giờ tôi lấy máu tươi đi xét nghiệm gen. Khoảng một tiếng đồng hồ. Quét nâng cao toàn thân thì mất chừng 40 phút. Đừng có cử động đấy. Chàng ta vừa thốt xong thì quần sáng màu lam trên giường chợt bừng lên. Tiếng vù vù trầm lắng vẫn khắp xung quanh. Ta chẳng hay tới từ nơi nào, bởi hạt oxy nào cũng là khởi nguồn âm thanh. Âm hưởng bản lãng tứ bề gợi lại cho an chiết về tiếng sóng vỗ. Nó dội đến từ đại dương nơi viễn xứ vào ban đêm, trường thuở xưa tại vực thẳm. Và tới thời khắc màn đêm mịt mùng nhất, viễn xứ ấy sẽ mang đến những tiếng hú dài của các sinh vật vô danh kèm theo dao động chẳng cách nào miêu tả bằng lời càng quét cả vùng lục địa vào mùa mưa. Dòng điện như muôn vàng con kiến đang bò lúc nhúc rồi gặm cắn người cậu vậy. Với một cây nấm thì 40 phút chẳng thấm tháp chi, Xong An Chiết lại nghĩ bụng, biết đâu đây chính là 40 phút cuối cùng trong cuộc đời cậu. Cậu quý trọng nó lắm, nên cậu bèn ngắm nhìn các đường vân máy móc trên nóc nhà thật chăm chú. Thấm thoát, cậu chợt nghe thấy lục phong cất giọng ngoài kia. Sơ có kể cho tôi kỹ thuật xét nghiệm bên các cậu đã nâng cấp tiến sĩ đáp cậu nắm bắt thông tin nhanh đấy chúng tôi phát hiện sẽ có vài chuỗi phân tử đặc biệt trong adn được kích hoạt khi cơ thể con người nảy sinh sự đột biến chúng tôi gọi nó là mục tiêu sinh học mục tiêu sinh học của đột biến gen hướng động vật và đột biến theo hướng thực vật là hai loại phổ biến sự cải tiến ở việc xét nghiệm gen là thực hiện song song cả hai quá trình một bên là mục tiêu sinh học của động vật một bên là mục tiêu sinh học của thực vật tổng cộng tốn khoảng một tiếng lục phong nói chúc mừng nhé tiến sĩ khẽ bật cười chàng ta bảo ôi thượng tá à nếu thời gian xét nghiệm gen được rút ngắn đáng kể và chi phí cũng giảm xuống thì liệu tòa xử án của cậu có phá sản không đây tôi rất mong chờ nghệ <laughs> đúng là đồ chán phèo họ kết thúc cuộc trò chuyện còn an chiết thì vẫn đâm chiêu ngắm nóc nhà bàn bạc, bắt đầu suy ngẫm mình là giống loài gì. Là một cây nấm. Tiến sĩ bảo đột biến sẽ chia ra đột biến động vật và đột biến thực vật. Cậu cảm giác, thứ nhất, nấm không phải là một loài động vật. Thứ hai, hình như nấm cũng không thuộc về loài thực vật. Cậu làm gì có lá đâu. An chiếc mông lung đáo để, cậu gắn xếp mình vào tốt thực vật, xong lại chả tìm thấy nổi đầy đủ chứng cứ. Vấn đề này ngốn quá nhiều thời gian của cậu Quần sáng xanh ở trên Chợt tắt ngắm tựa thủy triều rút trước Cả khi cậu kịp đưa ra kết luận Xong rồi Tiến sĩ cất giọng Cùng máy tự động buông lỏng Chợt nghe tiến sĩ tiếp tục hỏi Ê thượng tá Cho tôi hỏi vì sao cậu lại dẫn nhóc con này đến đây xét nghiệm gen được không Không được Tiến sĩ rõ ràng bị nghẹn họng một chút Chàng ta đỡ ăn chiếc dậy Rồi để cậu ngồi xuống chiếc ghế xoay kế bên xoa đầu An Chiết bảo Ngoan nha, ngồi nghỉ ở đây một lát Tôi đi xem kết quả xét nghiệm máu thế nào An Chiết bèn ngồi ngoan Chàng thượng tá nọ đang ngồi ngay trước mặt cậu Và anh vẫn nhìn cậu bằng đôi mắt xanh vô cảm ấy Trong anh hãy còn trẻ với đường nét góc cạnh tột độ Dưới vành nón là dăm lọn tóc đen rủ xuống trán Che đi chân mày hơi xếch Chân mày khóe mắt anh được mạ bởi vần sáng lạnh căm từ căn phòng này, nơm như một lưỡi dao. An Chí phát rét vì bị đôi mắt ấy đâm đâm vào, mà nắm là chúa sợ rét. Nên cậu bèn xoay ghế qua góc khác, đưa lưng về phía thượng tá. Rồi cậu thấy rét hơn. Mãi sau, tiếng bước chân của tiến sĩ rốt cuộc vẳng lên lần nữa. Nó đập tan băng giá trong phòng. Báo cáo gen cho hay không khác thường gì cả. Hai người đi được rồi. Nín lặng vài giây, Lục Phong hỏi. Các cậu chắc chắn rằng cậu ta là người à? Tiến sĩ đáp. Tuy rằng sẽ khiến cho cậu thất vọng, nhưng chúng tôi chả tìm thấy một tiêu sinh học kỳ lạ nào thật. Thậm chí có hơn 10 mục tiêu sinh học khác hẳn với kẻ bị lây nhiễm và dị chủng đấy. Dứt lời, chàng ta lại nói. Cậu coi kìa, anh bạn nhỏ cũng chả thèm để ý tới cậu nữa. Thế là chợt nghe thượng tá cất tiếng. Quay lại đây, An Chiết quay lại một cách chậm rì, cậu hơi lẩn tránh lúc nhìn vào ánh mắt của Lục Phong bởi cậu thực tình không phải là con người. Kết quả là chả biết hành động né tránh ấy khiến cho thượng tá cay mắt như thế nào. Chất giọng lạnh như nước đá lại vang lên. Sợ cái gì vậy? An Chiết chẳng ừ hử. Trực giác mách bảo rằng nếu cậu trả lời thì sẽ lộ nhiều sơ hở hơn. Nói không chừng sẽ bị tóm trúng nhược điểm cũng nên. Cuối cùng, Lục Phong khẽ nhướng mày hỏi. Có chịu đi chưa An Chiết nghe lời nhảy vọt xuống ghế Và rời khỏi đây với anh Bây giờ cậu đã giành lại sự tự do Không còn bị còng tay nữa Đường lúc họ băng qua hành lang vắng hoe Lục Phong bỗng mở miệng Khi vừa nhìn thấy cậu Tôi có linh cảm cậu không phải con người Trái tim An Chiết gần như ngừng đập Tròn 3 giây sau Cậu mới hỏi Thế lần thứ hai thì sao Đây là lần đầu tôi xin xét nghiệm gen Thượng tái duỗi tay giơ bản báo cáo gen ra trước mặt cậu Khôn hồn hãy đúng như trên này cho tôi An Chiết đành im re cầm bản báo cáo cho hay bản thân cậu hoàn toàn bình thường Phút chốc Duy chỉ có tiếng bước chân đơn điệu của họ vắng độc trong hành lang Có ngã rẽ ở gần lối ra Họ chợt chạm trán một đội ngũ tại đấy Dẫn đầu là một quan thẩm phán bận quân phục màu đen Đằng sau là tay lính trang bị còng kềnh Đang áp giải một anh con trai kế bên có cả một cô gái tóc ngắn với vóc dáng cao ráo trông nhét nhác khôn cùng quan thẩm phán nọ thấy lục phong bèn mở lời chào thượng tá lục phong thoáng liếc sang anh con trai bị áp giải anh con trai thấy vậy thì yết hầu bỗng dần dật rống lên tao không bị nhiễm gen quan thẩm phán đứng nghiêm tại chỗ thưa với lục phong đối tượng có khả năng đã bị nhiễm gen nhưng chưa có bằng chứng mang tính quyết định người nhà anh ta đang đòi tiến hành xét nghiệm gen ạ à lục phong thản nhiên ừ khẽ lấy làm đáp lại hai tài lính tiếp tục lôi anh con trai vào trong song thời khắc lướt qua vai lục phong đoàn lục phong cất súng đi ra mà chẳng màng ngoảnh đầu không cần thiết xác anh con trai lập tức bổ nhào về phía trước may thay được binh lính đỡ kịp thời cô con gái chạy theo chợt gào lên rồi ngã phịch xuống đất ăn chiếc nghiêng đầu quan sát vẻ mặt lục phong ánh mắt anh vẫn lạnh lùng xiết bao An Chiết chưa bao giờ trông thấy ánh mắt nào như vậy cả. Cậu biết sự dịu dàng vĩnh cửu nơi An Trạch, ôn hòa khoan dung nơi Van, tham lam ích kỷ nơi Horsen và đầy rẫy đề phòng nơi Anthony, nhưng Lục Phong thì khác. Trong mắt anh chán động bất cứ điều gì. An Chiết thầm nhủ, giết người hẳn là một lẽ thường hơn cả hít thở với thẩm phán giả nhỉ. Anh không hề mất bình tĩnh trước việc này, bởi anh đã nhìn quen từ lâu rồi. An Chiết nhanh chóng rời khỏi lối ra cùng với Lục Phong. Ngay lối ra, có hai tay lính ăn bận giản đơn đang nâng cái xác phủ vải trắng chờ cậu. An Chiết biết đó là Van. Cảnh trước mắt cậu mơ hồ, cậu tiến lên một bước, toàn kéo tấm vải trắng kia xuống. Muốn nhìn mặt Van lần cuối, xong lại bị lính ngăn cản. Tay lính kia đưa một con chip màu xanh cho cậu, bình tĩnh nói rằng. Đội lính đánh thuê AA-1147 xác nhận đã chết tận. Căn cứ sẽ thu hồi mọi trang bị. Chiến lợi phẩm quy ra tiền tệ đã gộp với tiền trợ cấp đưa cho người nhà. Mời nhận lại di vật. An Chiết hỏi. Các anh định đưa anh ấy đi đâu? Tay lính trả lời. Lò thiêu. Mình mấy cậu khẽ rung, nào đúng chả chịu nhận tấm thẻ ID nọ. Lục Phong chờ cất giọng. Cậu muốn vớt nó à? An Chiết chẳng trả lời, mãi sau cậu mới ngẩng đầu nhìn Lục Phong. Anh ấy thực sự không bị thương mà. Cậu thấy hình ảnh của mình ánh ở trong cặp đồng tử xanh lạnh lẽo kia. Hai mắt mở to, một niềm đau thương thầm lặng. Trong lục phong vẫn vô cảm như thể hết thảy mọi sự ở đây chả liên quan gì tới anh. Tuy nhiên, đừng lúc An Chiết ngỡ rằng đối phương sắp sửa xoay lưng đi mất, anh lại chợt tiến lên một bước. Bán súng đèn hất mép vải trắng lên để lộ cánh tay phải của Van. An Chiết nửa quỳ xuống kiểm tra. Có một chấm đỏ nhỏ tin hin trên chớp ngón áp út của Van hệt như bị gai nhọn đâm trúng, mà ở mép chấm đỏ lại có thứ dịch đục màu đen thật lạ đang rỉ ra. Cậu ngớ người, nháy mắt những cảnh tượng cũ bỗng ùa về trong đầu cậu. Trên vỏ con kiến dính máu người, và cũng ngay hôm ấy, và nói cho cậu hay, sở dĩ có người giấu nhiệm sự thật về vết thương của họ, là bởi vẫn có xác suất không bị nhiễm gen ở những vùng có mức độ ô nhiễm thấp, trên hết là bản thân họ muốn về nhà. Cho nên, cho nên kẻ bị võ kiến sượt trúng nào phải Anthony, mà là Van. An chí khó mà thở nổi, ngón tay run run nhận thẻ ID của Van. Cậu nhét kỹ nó vào túi áo, đoạn ngoảnh sang nhìn lục phong, song bên cạnh lại chẳng có ai. Cậu đứng dậy nhìn ra ngoài, thấy một bóng lưng màu đen đang dần khuất xa dưới màn trời xám xịt tại cổng thành. Chẳng mấy chốc, có tiếng động chợt sập đến sau lưng cậu. Cậu ngoái đầu, bắt gặp cô gái đi cạnh kẻ bị bắn ban nảy, cô ta loạn choạng xông ra nhưng lại bị toán lính ngăn chặn cô ta liều mình dằn ra toàn nhào tới đằng trước không thôi cô ta vung tay loạn xạ trên không rồi hét khản giọng lục phong thẩm phán giả mày sẽ chết không tử tế chất giọng khê khản sắc lẹm sọc ồ ạt à khỏi lồng ngực cô ta rồi ngân dài khắp quần thể kiến trúc nhưng cô ta chẳng nhận được cái ngoảnh đầu nào từ thẩm phán giả tứ bề dần lắng xuống và hai cái xác bị khiêng đi lần lượt. Nơi hành lang trống trải, chỉ vẫn đọc một tiếng khóc rấm rứt từ cô gái nọ. Hết chương 5 Chương 6 Cảm ơn anh Thật lâu sau đấy, cô gái kề bên vách tường mới ngừng khóc nức nở. Hai mắt cô đỏ bừng, mái tóc thì rối bời. Cô tựa vào tường nhìn màn trời phương xa. Lặng thinh giống hệt giọt sương động trên phiến lá. Khẽ chạm chút đỉnh là sẽ vỡ tan ngay An Chiết cẩn thận hỏi Chị không đi à? Cô lắc đầu âm thanh khàn khàn Kẻ bị bắn chết kia Có quan hệ gì với cậu? An Chiết mất một lúc mới tìm được từ ngữ thích hợp trong ký ức. Bạn, bạn em, anh ấy đã cứu em. Chồng của tôi cũng từng cứu tôi. Cô đáp xong câu đó, đầu bỗng gục xuống, bả vai và tấm lưng rung lập cập, thì thoảng bật ra vài tiếng thuốc thích nho nhỏ, rốt cuộc chẳng nói thêm lời nào. An Chiết siết chặt tấm thẻ ID thuộc về Van, trái tim của cậu. Trái tim thuộc về loài người nọ thoáng xuất hiện cảm giác triểu nặng, mà khi cậu vẫn còn là một cây nấm thuần túy, cậu chưa bao giờ có cảm giác này cả. Chờ cảm giác này nguôi ngoai chút đỉnh, rốt cuộc cậu mới tìm được sức lực chạy tới chỗ dòng người đằng xa, nhấc chân bước đến lối đi bên ngoài. Phía cuối lối đi nơi cổng thành là hàng loạt miệng cống tự động An Chiết chọn miệng cống đầu tiên bên trái. Lúc cậu đi qua đấy, một dòng máy nữ dịu dàng cất cao. Xin xuất trình thẻ ID và nhìn vào camera. An Chiết đặt tấm thẻ ID của An Trạch lên bể giữ thăng bằng bên phải miệng cống. Tiếp theo đưa mắt nhìn sang camera màu đen đằng trước. ID 3261170514 Họ tên An Trạch Quê quán, khu 6 Ngoại Thành Thời gian rời thành 27 ngày. Camera vọng âm thanh nho nhỏ, tia sáng trắng xóa, biến thành xanh biếc. Thông qua những dạng khuôn mặt, hoan nghênh về nhà. Một tiếng tin vang lên, miệng cống dâng cao, an chiếc được thả đi. Ánh nắng chói chang buổi sớm mai khiến cậu hiếp mắt. Chừng 30 giây sau mới mở ra nổi, chờ thế giới nhạt nhòa khôi phục rõ ràng. Một thành phố khổng lồ xám xịt hiện ra ngay trước mặt cậu. Bên cạnh cậu là mảnh đất trống rộng lớn. Trên mặt đất quẹt ba chữ, vùng đệm, bằng nước sơn xanh lá lòe lẹt. Cậu bèn nhìn về phía trước, vô vàng tạo hóa của nhân loại, đội đất mọc lên, các công trình xi si măng đồ sộ, xây chằng chịt ngút trời. Chúng nồm còn cao hơn cả loài thực vật cao nhất mà An Chiết từng gặp. Phản phất sắp sửa giao đảo bất cứ lúc nào. Chúng đứng sừng sững ở đó, tầng tầng lớp lớp, chợt như nêm cối, chắn hết tầm mắt của cậu cậu nhìn lên bầu trời non nửa mặt trời màu đỏ quýt bị tòa nhà cao nhất nọ che khuất phần lộ ra giống hệt giọt máu pha loãng chẳng mấy chốc sẽ dọc theo vách tường nhỏ xuống an chiếc ngoảnh đầu đám đông tiến vào từ cổng thành chung với cậu bị miệng cống tự động phân tán sau khi rời cổng lại tự giác tụ tập lại cùng một chỗ đi đến cùng một hướng an chiếc tiến tới theo dòng người chừng vài trăm bước thì rẽ sang khúc ngoặt nọ. Trên bảng hướng dẫn in bốn chữ, đường sắt giao thông. Một đoàn tàu ngừng trên đường sắt, thân xe viết. Lối vào, khu 1, trạm cung cấp số 3. Khu 5, khu 8, sở thành vụ. Lối ra, cậu dạt theo dòng người bước lên tàu, tìm chỗ trống ngồi xuống trong toa tàu khá vắng vẻ. Ghế trước là hai gã đàn ông cường tráng, đang nhỏ giọng chuyện trò. Trở về từ thung lũng số 3 ư Lần này các anh liều mạng gớm nhỉ Toàn 6 người rồi Cũng ổn Thế hồi vốn chứ Quân đội vẫn còn hạch định Tôi cảm thấy mình sẽ tẩn hoang mạc tới tận kiếp sau <laughs> Chúng tôi ghé một trường học Ở thành phố hoang số 411 Toàn là thực vật biến dị Chả ai dám mò đến Người ấy cười cợt Sau khi chúng tôi tiến vào Thì cậy được ba ổ cứng ở phòng tài liệu thư viện Bảo vật vô giá đấy Chúng tôi bèn xem thử món đặt ở bên trong giá trị nhường nào An Chiết im lặng lắng nghe Cậu nghe chỗ hiểu chỗ không Xong cậu biết gã đàn ông ngồi đằng trước cực kỳ hớn hở Vì vậy cậu cũng hớn hở theo Cậu biết người đang mừng rỡ sẽ chẳng ngại giúp đỡ kẻ khác Thế là cậu cất tiếng gọi Anh ơi Người ấy còn chẳng màng ngoảnh đầu hỏi Gì đấy Làm sao để tới khu 6 ạ à? Chuyển sang đoàn tàu số 2 ở trạm cung cấp. Cảm ơn anh. 5 phút sau, đoàn tàu khởi hành, có loa thông báo trên các trạm dừng. An Chiết lạ lẫm hết thể mọi thứ. Sau khi gian nan hỏi đường xong, cuối cùng cậu cũng lên được đoàn tàu số 2, kế đó xuống đúng trạm, đi tới khu 6. Số ID của An Trạch là bốn. Giải số này không chỉ chứng minh thân phận loài người mà còn đại diện cho địa chỉ của Y, tòa nhà số 117, khu 6 ngoại thành, số phòng 0514. Tuy nhiên vừa rời khỏi nhà ga chưa bao lâu, đường lúc cậu dự định tìm người hỏi đường thì bỗng bị một thiếu niên kéo lại. Chào anh bạn nha, hoàng nghênh xuống tàu, liệu cậu có thể dành thời gian tìm hiểu về chúng tôi đôi chút hay không? An Chí còn chưa kịp trả lời đã bị nhét ngay một tờ giấy màu trắng vào bàn tay. Mặt trên giấy viết dòng chữ to tướng đỏ lờm phản đối chính sách tàn bạo của thẩm phán giả. Cậu chả rõ lý do, nhưng cậu cũng chẳng tò mò, chỉ nói. Cho tớ hỏi đường đến tòa nhà số 117 với ạ. À? Thiếu niên đáp. Cậu không ngại đi cùng tôi một chuyến chứ? Không ngại. Vậy thì đôi ta chính là chiến hữu. Thiếu niên dương cao tờ giấy trắng trong tay mình lên và nó cũng viết mấy dòng chữ lớn màu đỏ. Xóa bỏ dự luật thẩm phán giả. Họ chả phải là kẻ duy nhất cầm giấy. Rất nhanh, An chiếc, chợt bị cuốn vào giữa đám đông. Bọn họ ước chừng khoảng bốn mươi mấy thành viên, khuôn mặt hết sức trẻ trung. Hoặc mỗi người dơ một tờ giấy tương tự, hoặc hai người cầm chung một giải băng rôn thật dài. Nội dung trên giấy và băng rôn khá giống nhau. Chúng tôi sẵn sàng trả chi phí kiểm tra gen. Hội đồng thẩm phán, tội phạm nhân loại, giải tán tòa xử án, giải oan người vô tội đồng thời dòng người đang chậm chậm di chuyển về phía trước. Vì vậy, An Chiết đành phải di chuyển theo. Con đường của thành phố rất hẹp, ánh nắng rọi xuống các công trình. Các công trình hắt bóng râm liên miên chập trùng xuống mặt đất, ngoại trừ họ ra. Trên con đường cũng có không ít người trưởng thành luồn cúi rảo bước. Đôi khi bọn họ sẽ ngẩng đầu nhìn sang bên này nhưng lại dời ánh mắt cực nhanh. An Chiết Chúng ta đang làm gì thế? Biểu tình dằn mặt Thiếu niên nói Chúng ta sẽ biểu tình cho đến ngày tòa xử án giải tán mới thôi An Chiết Ồ Đi bộ tầm hơn nửa tiếng cầu lại hỏi thiếu niên bên cạnh Tòa nhà số 117 ở đâu Đằng trước sắp tới rồi Tiếp tục đi thêm nửa tiếng An Chiết gặn hỏi lần nữa Tòa nhà số 117 ở đâu Xin lỗi Thiếu niên gãy đầu đáp Tụi quên lẫn cậu mất Tụi mình lướt qua rồi đó Nó ở đằng sau đấy Dứt lời cậu ta xoay lưng chỉ vào một vị trí Chính là hướng đó Không xa bên cạnh có viết số nhà Cậu nhìn là thấy ngay An Chiết Cảm ơn Chuyện nhỏ An Chiết đưa tờ giấy cho thiếu niên Trả cậu nè Thôi khỏi Thiếu niên nhét tờ giấy trở về ngực cậu Đáp Tuần sau nhớ quay lại nha Chúng tôi tụ tập ở tòa nhà số 1 ấy vì vậy, An Chiết đành phải đặt tờ giấy phản đối chính sách tàn bạo của thẩm phán giả đẫm máu trên bản báo cáo sen mà chính thẩm phán giả đã đưa cho cậu, ôm trong lòng ngực, rời khỏi nhóm người trẻ tuổi kỳ quái này, chạy tới vị trí vừa được chỉ. Vừa đi, cảm giác cảnh tượng xung quanh dần dần trở nên quen thuộc, những ký ức vốn dĩ thuộc về An Trạch chợt thức tỉnh. Cậu rẽ sang vài khúc cua theo trực giác, thuận lợi bước vào tòa nhà số 117 trước mắt. Đấy là một tòa nhà hình chữ nhật cao 10 tầng rộng lớn. Cậu đi đến chỗ cầu thang gác số 0. Sau khi leo hết từng bậc thang dốc đứng hung hút và đặt chân tới tầng 5, rẽ sang một hành lang tăm tối thì tìm được căn phòng số 14. Trên cửa phòng dán giấy niêm phong màu trắng, An Chí khẽ xé toạt nó để lộ khu vực cảm ứng phía dưới, áp thẻ ID lên, khóa cửa bật ra, cậu tiến vào phòng. Đây là một căn phòng cực kỳ nhỏ, còn nhỏ hơn cả sơn động cậu từng ở, nhưng lại rộng thoáng rất nhiều so với bên trong xe bọc thép. Có cái bàn gỗ nọ tựa nơi vách tường, trên mặt bàn chông chất mười mấy cuốn sách cũ, giấy tờ cùng vở ghi chép thì gấp lại đặt sang bên cạnh. Đối diện với cái bàn là một chiếc giường đơn, đầu giường có ngăn tủ, đặt cốc nước nhỏ, cái gương, lẫn đôi chút đồ vật lung tung, phía cuối chân giường để cái tủ quần áo cao chừng một người cửa sổ ở một góc khác gần giường. Màn rèm xám xịt hé hờ, tia nắng len lỏi rọi xuống tấm chăn. Nó thoang thoảng mùi hương khô ráo, khiến cậu nhớ về mùi hương trên người an trạch. Cậu đi đến cạnh giường, cầm cái gương lớn dừng lòng bàn tay lên, trong gương chiếu rõ khuôn mặt cậu. Bề ngoài cậu nôm chả khác gì an trạch, tóc đen mềm mại, màu mắt cũng tương tự, giống nhau rất nhiều chỗ, nhưng lại có vài chi tiết khác biệt. Hơn nữa, cậu chẳng hề có vẻ mặt bình tĩnh dịu dàng của An Trạch. Khi ấy, An Trạch nói với cậu rằng: "Tôi thấy mình cứ như có thêm một đứa em trai vậy. Tôi đặt tên cho em nhé." Nắm Nhỏ. "Em có ấn tượng sâu về việc gì không, Nắm Nhỏ?" Trong trí nhớ có hạn của cậu, chỉ khắc sâu duy nhất hai việc: một là lạc mất bào tử, hai là sự kiện phát sinh lúc cậu còn bé xíu. Đại khái là lúc cậu chỉ lớn bằng ngón út của con người thôi. Vào một mùa mưa vạt nấm sinh sôi nọ, cậu bị hạt mưa bắn tóe nện lên cuốn nấm nho nhỏ và rồi chắn gãy nó mất. Kế đó, giống hệt bất kỳ những sinh vật bị thương khác, cố gắng muốn vực dậy, muốn sống sót. Bắn đi hồi lâu, cậu dần dần xuất hiện ít nhận thức mơ hồ, cậu biết rằng cậu lành rồi. Từ đó về sau, cậu nơm hơi khác so với đồng loại, cậu có thể kiểm soát sợi nấm của mình, có thể di chuyển giữa rừng cây và vùng hoang mạc cũng có thể nghe thấy âm thanh lẫn động tỉnh bên ngoài cậu là một cây nấm tự do nhóc đáng thương khi ấy an trạch khẽ xoa đầu cậu lúc gãy chắc đau lắm nhỉ em quên rồi an trạch bảo thế gọi em là an chiết đi cậu đáp vâng ạ à. nghĩ đến cảnh đó an chiết thoáng mỉm cười với cái gương Thời khắc người trong gương mỉm cười Dường như cậu thấy được bóng dáng của An Trạch Cảm ơn anh Cậu nói với cái gương Sau khi buông gương xuống An Chiết bèn ngồi trước bàn sách Tiếp theo nên làm gì đây Suy ngẫm phút chốc An Chiết chìa tay trái ra Quan sát kỹ đầu ngón tay mình dưới ánh nắng Sợi nắm trắng ngần lặng lẽ tràn ra khỏi đầu ngón tay Kế đó ngưng tụ thành thực thể Cậu cầm dao găm lên Cắt xuống một khúc thật mỏng, sau đấy cậu nâng nó lên bằng tay phải, đặt bên mép, nhẹ nhàng đẩy vào, cuối cùng cắn bằng răng. Cậu quyết định nghiên cứu chút đỉnh về chuyện mình có đọc. Hương vị rất mềm, ngọt, ngon ơi là ngon. Đây là ấn tượng đầu tiên. Một giây sau, thế giới trước mắt cậu chao đảo toàn bộ. Hết chương 6 Chương 7 Mày không phải ăn trạch Chẳng mấy chốc Cậu chợt trở nên nhẹ bẩn Trồi dạt trong không khí Ánh nắng hắt vào từ ngoài cửa sổ Biến thành đại dương cuộn sóng Giấy tờ cũng cuốn tập trên mặt bàn Cũng bị nhòa thành một vùng trắng xóa An chí khẽ chết mắt Cậu không hề khó chịu Chỉ cảm giác hết thảy động tác Đều cực kỳ, cực kỳ chậm chạp Và lững lơ Cậu chẳng tài nào kiểm soát cơ thể của mình Lúc thì bay lên Lúc thì chực rơi Tiếp theo sau đó Thế giới trước mắt cậu ngã đen Triệt để đánh mất ý thức Cậu bừng tỉnh bởi cơn lạnh ập tới Chờ tỉnh táo mở to mắt Cậu phát hiện các tòa nhà màu xám đông nghịch Ngoài cửa sổ đã chìm vào ánh chiều tà hoàng hôn đỏ vàng Cách lúc cậu ngủ quên Hoặc có thể gọi là bất tỉnh Ít nhất 7-8 tiếng đồng hồ Hóa ra độc tính từ sợi nấm của cậu Chính là khiến người ta mê man Chạm vạn không thể so với ban ngày nhiệt độ trong phòng hạ xuống rất nhiều. An Chiết đi về phía sau nằm lên giường, trùm chăn kín mít. Bây giờ mới khôi phục nhiệt độ phần nào. Thế nhưng chờ cảm giác chết lặng do buốt giá mang tới phai nhòa, cậu lại đói bụng. An Chiết thích hấp thu chất dinh dưỡng bằng cách mà nấm thường dùng hơn. Trong suốt nẻo đường, cậu hoàn toàn chả phát hiện nổi bất kỳ mảnh đất ẩm nào trong cả khu căn cứ. Cậu chỉ có thể ăn uống mà thôi. Con người quả là một loại sinh vật rất phiền toái. Cậu trao mày. Cũng may ký ức sót lại của An Trạch chỉ cho cậu biết nên đến đâu để lấy cơm. Căn cứ phân chia ra làm 8 khu. Khu 6, 7, 8 chủ yếu là khu vực cư trú. Mỗi tòa nhà là mỗi xã khu. Tầng 1 là đại sảnh, cung cấp nước và thức ăn đúng giờ hàng ngày. Trẻ em 16 tuổi trở xuống sẽ nhận được khẩu phần miễn phí. Người trưởng thành 16 tuổi trở lên thì cầm quẹt thẻ, thanh toán bằng tiền tệ căn cứ. Đơn vị tiền tệ là một chữ A. Quanh đại sảnh khá vắng vẻ, nhìn lướt qua án chừng khoảng 50 mấy người, chỉ có hai khung cửa xếp buôn bán thực phẩm. Khung đầu tiên là món nhão được dầm từ thân cũ loại thực vật nào đó. Khung thứ hai là thân cũ thực vật tương tự nấu thành canh. Cậu tìm kiếm nó trong trí nhớ ngờ ngợ nhớ ra loài thực vật này gọi là khoai tây. An chiết quét thẻ thanh toán. Khoai tây nghiền, giá 0,5, số dư 9,5. Súp khoai tây, giá 0,3, số dư 9,2. An chiết nhìn chăm chằm các chữ số đại diện tiền dư trong thẻ, ý thức được qua vài hôm nữa mình sẽ cận kề ranh giới chết đói. Cảm giác ấy giống như cây nắm cấm rễ tại mảnh đất khô cằn có thể đối diện với cái chết bất cứ lúc nào. Mà đợi cậu ăn hết khoai tây quay về tầng 5, tốn thêm 0,1A nhận nước ở phòng tắm công cộng. Nó càng trở nên rõ ràng hơn. Vì vậy, cậu lại cần làm thêm một chuyện nữa, đi tìm nguồn tài chính. An Chiết vặn kỹ nắp phít nước inox xong, nhấc nó lên. Đường dự định xoay người, một âm thanh bỗng đột ngột vang lên sau lưng. An Trạch, giọng nói rất lớn kèm theo sự rung rẩy vàng dội trong không gian chật hẹp an chiết xoay người có một chàng trai trẻ tuổi đứng trên hành lang vóc dáng vạm vỡ khuôn mặt anh tuấn mà vào giờ phút này đối phương đang mở to mắt bình tĩnh nhìn cậu bờ môi khẽ rung khó mà xác định biểu cảm của hắn đến tục cùng là vui sướng hay là hoảng sợ an trạch hắn tiếp tục hô cậu trở về rồi ư chẳng phải cậu nói đến đây hắn đột nhiên im bặt sắc mặt tái xanh dường như không biết nên tiếp tục thế nào tuy nhiên an chiết hiểu hắn muốn nói điều gì bởi vì cậu biết người này hắn tên josh josh là hàng xóm và cũng là bạn thân của an trạch bọn họ đã lớn lên cùng nhau có đôi khi josh sẽ chăm sóc cho an trạch mà càng nhiều lúc do an trạch chăm sóc cho hắn những ký ức vụn vặt còn sót lại xuất hiện ngay trước mắt của An Chiết. song lý do cậu biết trót hoàn toàn không bắt nguồn từ trí nhớ của An Trạch. Thời điểm cậu vẫn còn là nắm, cậu từng bắt gặp đối phương. Kết hợp với thứ cậu thấy được với ký ức của An Trạch, vừa khéo bù đắp nguyên nhân cái chết chân chính của Y. An Trạch là một người mưu sinh nhờ con chữ, công việc của Y chính là viết vài tiểu thuyết nhằm cung cấp mọi người giải trí, văn xuôi hoặc thơ ca, kế đó gửi lên người sang căn cứ. Căn cứ sẽ phân phát tập sách nhỏ này cho mọi người, đúng giờ. Ngặt nổi vì để tiết kiệm nhân công lẫn tài nguyên càng ngày càng eo hẹp, căn cứ đã loại bỏ hoàn toàn cái ngành này từ 3 tháng trước. Khi ấy... An Trạch, cậu đang đọc sách gì thế? Trót hỏi. Tớ muốn tham gia cuộc thi tuyển chọn của trạm cung cấp căn cứ. An Trạch cầm bút viết loạt soạt lên cuốn sách tớ cảm thấy mình sẽ thích nội dung công việc ở nơi đó tiền lương cũng khá ổn trót lại khẽ cau hàng lông mày cậu muốn rủ bỏ thân phận công dân bình thường ư hắn bảo cuộc thi rất khó an trạch đáp không sao cả an trạch giọng điệu hắn bỗng trở nên nghiêm nghị rõ ràng cậu luôn biết tớ muốn đến hoang mạc cùng cậu an trạch mỉm cười giọng nói y hết sức nhẹ nhàng trông giống như đang dỗ dành người bạn bốc đồng này, mà cũng trông giống tiếng thở dài bất đắc dĩ. Tớ chẳng hợp trời căn cứ đâu. Tớ sẽ bảo vệ cho cậu. Trót ôm bờ vai y, cất tiếng nũng nịu. Tớ không muốn rời xa cậu. Cậu theo tớ tới hoang mạc. Chúng ta sẽ tránh đi mấy vùng nguy hiểm. Những cảnh tượng ngắn ngủi trong trí nhớ đại khái là như vậy. Cuối cùng, dưới sự nhõng nhẽo đòi hỏi của Trót, An Trạch đồng ý đi ra bên ngoài mạo hiểm với hắn. Trót là một thành viên của đội lính đánh thuê quy mô lớn. Hắn từng lập chút ít công trạng nên giới thiệu An Trạch gia nhập rất dễ dàng. Để y phụ trách bố trí và thống kê vật tư. Nhưng thời khắc ở bên ngoài, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Một hôm nọ, đoàn xe mất phương hướng, lái nhằm vào ranh giới vực thẳm. Chờ đến khi họ phát hiện nắm ở đây nhiều tới nỗi bất bình thường thì mọi thứ đã muộn. Quái vật nơi vực thẳm sẽ không buông tha cho bất cứ món ngon dân tận miệng nào. Đối với con người mà nói, dù là vị trí tích ngoài ranh giới vực thẳm cũng đáng sợ vô vàng rồi. Năm chiếc xe bọc thép tổn hại hết ba chiếc. Thành viên trên ba chiếc xe ấy kinh hoàng lao sang những chiếc còn vẹn toàn. Thời điểm chạy trốn, An Trạch đẩy mạnh trót để hắn miễn cưỡng tránh thoát sự công kích từ quái vật có cánh trên trời. Xong, An Trạch lại vì thế mà bị dây leo trên mặt đất ngán chân. Trót đứng sững tại chỗ một giây, rồi một giây kế tiếp bản năng sinh tồn vượt qua hết thảy, giữa việc kéo an trạch dậy và lo thoát thân, hắn lựa chọn vế sau. Hắn cắn răng chạy như điên về phía trước, được đội trưởng kéo lên xe bọc thép. Mà ngay giây phút nọ, an trạch dõi theo bóng lưng của bọn họ, bị nhánh xương quái vật đâm thủng lồng ngực. Rất nhanh sau đấy, đội lính đánh thuê sử dụng hỏa lực mạnh nhất bắt đầu một trận đấu kịch liệt với lũ quái vật, vừa đánh vừa rút lui, động tĩnh của bọn họ quá lớn đánh thức An Chiết ngủ gật dọc đường. Cậu đang đi tìm bào tử, xong lần nào cũng hai bàn tay trắng trở về. Lần ấy thì ngoại lệ. Cậu thừa dịp bên kia chiến đấu dữ dội, lặng lẽ lôi An Trạch về sơn động sâu hung hút. Vì vậy, vào thời khắc này, đối mặt với trót, An Chiết chẳng còn lời nào để nói cả. Đứng trước cái chết cận kề, phản ứng đầu tiên của bất kỳ sinh vật nào cũng là chạy trốn. Rất chẳng làm sai điều gì nhưng cậu vẫn ghét hắn lắm Cậu Hơi khác cậu khi xưa Hầu kết hắn bỗng gian nan giúp nhích Vết thương của cậu lành hẳn chưa Cậu chạy ra khỏi vực thẳm được ư An Chiết chỉ im lặng nhìn hắn Không Mày không phải An Trạch Mày không phải con người Trót đột ngột lùi về sau một bước Sắc mặt trắng bệt Mày là dĩ chủng Xin lỗi nhé an chiết bước ra ngoài lướt qua người hắn tôi sơ ý ăn trúng nấm độc chả nhớ rõ anh là ai xét theo khía cạnh nào đó cậu cũng chẳng hề nói dối hết chương 7 chương 8 phát tài nhớ sang tìm tôi mua di động đấy dứt lời an chiết bèn mặc kệ hắn tiếp tục đi về phía trước đằng sau chẳng vang tiếng bước chân nữa Mãi đến khi cậu quét thẻ ID mở cửa phòng, George mới vội vàng chạy sang bên này, kéo bả vai cậu lại. Cậu là ăn trạch thật ư? Thế nhưng cậu... An Chiết thuận tay vớ lấy sắp giấy có báo cáo kiểm tra gen đặt trên bàn, đưa tới trước mặt rót rót bảo. Đây là... An Chiết cúi đầu phát hiện tờ giấy nằm trên cùng chính là tờ giấy viết câu phản đối chính sách tàn bạo của thẩm phán giả. Cậu lề mề rút tờ giấy đó đi, Trót nhìn xuống bản báo cáo. Cậu... Hắn vội vàng đọc sơ qua, ngẩng đầu quan sát An Chiết. Cậu thực sự thoát ra khỏi vực thẳm ư? Có người cứu tôi. An Chiết đáp. Những chuyện khác, tôi quên rồi. Bàn tay siết chặt báo cáo gen của Rót run rẩy Sau đấy hắn cố nhoẻn miệng, nhìn chăm chăm cậu, đoạn nở nụ cười. Tớ... Tớ kích động quá, tớ không ngờ cậu có thể trở về hắn đặt báo cáo gen lên bàn nghiêng người sang chỗ an chiết thậm chí cơ bắp chân mày đang khẽ co giật vẻ mặt mang chút kích động cậu quên bao nhiêu an chiết lùi về sau một bước quên toàn bộ cậu đáp mong anh đừng quấy rầy cuộc sống của tôi nữa cậu cũng chẳng nhớ tới là ai sao giọng trót hơi thều thào chúng ta đã trưởng thành cùng nhau cảm ơn An Chiết nói Bây giờ anh ra khỏi đây được chưa Tớ Trớt đứng đối diện Hiển nhiên chả nghĩ ra rằng cậu sẽ đối xử với mình Bằng thái độ thế này Sửng sờ phút chốc đèn đáp trước kia cậu đâu có như vậy Nhưng ngay sau đó Thái độ của hắn lại nhúng nhường Tớ không quấy rầy cậu nữa Cậu nghỉ ngơi cho tốt Ngày mai tớ đến thăm cậu Tớ rất mừng rỡ An Trạch Chúng ta là hai người thân thiết nhất trên cõi đời này. An Chiết lặng thinh trả đáp, mãi tới tận khi trót xoay người trở về, đồng thời khép cửa phòng thật nhẹ giúp cậu mới thôi. Trót có thể dễ dàng buông tha cậu như vậy, chịu rời khỏi nơi đây, cậu cảm thấy quá khó tin. Sông biết đâu là do trót chạy rối chết vì chột dạ. Cần phòng khôi phục sự yên tĩnh, An Chiết lề mề dựa lên đầu giường, ôm chặt chiếc gối. Cậu bị bổ vây bởi cảm xúc khó chịu tựa là khói nhạt. Sự khó chịu này chẳng hề vì chính cậu, mà là vì an trạch. Lời hứa giữa người và người đại khái chính là yếu ớt như vậy. Trót không phải là người thân thiết nhất của an trạch. Chờ cậu tìm thấy bào tử, cậu nhất định sẽ trở về vực thẳm, quay lại chốn sơn động yên tĩnh ấy. Rồi cắm rễ cạnh hài cốt trắng xóa của an trạch, trải qua quãng đời còn lại với tư cách một cây nấm. Bào tử ơi, Ngoài cửa sổ, đêm đã về khuya, cực quan vẫn hoài pháp với trên màn trời đen nhánh. An Chí ngồi trước mặt bàn, bật đèn bàn lên. Trước tiên, cậu cần tìm một công việc giúp bản thân khỏi chết đói. Đồng thời, cậu cần tìm tin tức về bào tử. manh mối duy nhất chính là vỏ đạn màu đồng thau nọ. Nghĩ tới điều này, An Chí hơi lo lắng sờ vào túi áo của mình. Cậu luôn luôn sợ đến rơi vật này. Cũng may, vẫn còn ở đó. Nấm có thể giấu nó trong người song loài người thì không thể Nó quá nhỏ Phản phất sẽ trượt ra khỏi túi bất cứ lúc nào Cuối cùng An chiếc tìm được sợi dây thừng màu đen Làm bằng da trong ngăn kéo cậu móc qua vỏ đạn đeo lên cổ của mình Ở vị trí đấy cậu xuất hiện Một chiếc máy đen sẫm xinh xắn Cậu cố gắng quan sát chi tiết Bên ngoài của nó Cuối cùng moi ra ít thông tin từ ký ức xưa cũ Đây là bộ đàm Số ID của mỗi người chính là dãy số liên lạc loài người sử dụng bộ đàm để trao đổi ở khoảng cách từ xa tuy nhiên chỉ giới hạn trong phạm vi căn cứ bởi lẽ bên ngoài bị mất tín hiệu cậu sạc điện cho bộ đàm mặc dù chẳng cần thiết nhưng việc có điện dường như dễ khiến người ta cảm thấy vui vẻ khôn tả sau khi loay hoay xong cuối cùng cậu cũng an tâm bắt đầu quan sát tủ sách này vở ghi chép nằm trên mặt bàn có những dòng chữ an trạch từng viết chữ y rất xinh đẹp mà kề sát vách tường thì dựng thẳng hai mươi mấy cuốn sách. Đại khái đều là tựa sách mà An Trạch từng thích đọc lúc trước. An Chiết đọc lướt hết tên in nơi gáy sách. Vườn tay cầm một cuốn có biệt tám thiết kế giảng đơn. Tên nó là Sổ tay căn cứ. Cậu lật ra, trang nhan đề chỉ vỏn vẹn có đúng một câu. Lợi ích loài người cao hơn hết thảy. An Chiết miếm môi theo bản năng, tiếp tục lật các trang sau. Trang thứ hai là mục lục Toàn bộ nội dung chia ra làm pháp luật căn cứ, quy định sinh hoạt ở căn cứ, giới thiệu vắn tắt chức năng từng khu vực và bốn vùng trên bản đồ. An Chiết đọc sơ qua phần pháp luật. Cậu biết mình là một cây nấm an phận thủ thường, một cây nấm an phận thủ thường sẽ không vi phạm bất cứ điều luật nào. Phần quy định sinh hoạt này thì giải thích rõ ràng thời gian làm việc và nghỉ ngơi ở khu vực cư trú. 6 giờ sáng mỗi ngày bắt đầu cung cấp điện, nước, đồ ăn chừng một tiếng đồng hồ. 12 giờ trưa bắt đầu cung cấp điện, nước, đồ ăn chừng một tiếng đồng hồ. Bữa tối thì bắt đầu từ 6 giờ chạm vạn. Thời gian cung cấp điện dài hơn chút đỉnh, đến 9 giờ tối mới cắt điện. Khu vực cư trú nào cũng lắp ráp báo động cao ngất, báo động chia ra làm 3 loại, theo thứ tự là tập hợp, sơ tán, lãnh nạn khẩn cấp. Báo động tập hợp là tiếng cài ngắn với tần số cao, báo động sơ tán là tín hiệu âm thanh kiểu gợn sống nhấp nhô báo động lánh nạn là tiếng huyết dài chói tai. Công dân căn cứ nhất định phải tuân thủ quy định sinh hoạt và chỉ thị từ tháp báo động. Ngoài điều đó ra, họ có thể chi phối lối sống theo ý của mình. Đọc đến đây, An Chiết thoáng hoài nghi. Cậu cảm thấy nếu ban hành quy tắc kiểu này, mọi người chỉ cần nằm trong phòng, đi ăn cơm uống nước đúng giờ là đã tốt rồi mà. Nhưng chẳng mấy chốc cậu đã hiểu rõ ý đồ của căn cứ. Tuy rằng mọi người được phép hoạt động tự do, nhưng nhất định phải trả cái giá xứng đáng khi sống tại căn cứ. Chính là tiền. Để nhận được tiền tệ lưu thông trong căn cứ, công dân cần đi ra tìm việc hoặc trở thành lính đánh thuê, thu nhập những món có giá trị ở bên ngoài nộp lên căn cứ, đổi sang thù lao. Thế nhưng, nói như vậy, bọn họ đến vùng có mức độ nguy hiểm cấp thấp nhất. Nhặt qua loa vật gì đó, duy trì nhu cầu ăn cơm uống nước cũng ổn thôi. An Chiết tiếp tục lật các trang sau, Phần kế tiếp là giới thiệu vắn tắt về chức năng từng vùng. Vùng thứ nhất xuất hiện ở phần này là trạm cung cấp. Trạm cung cấp gồm 3 nơi, trong đó trạm số 1, 2 thuộc sự sở hữu của quân đội, ngăn cách giữa lối vào và lối ra căn cứ. Nó phụ trách hạch định, lẫn, hối đoái, vật liệu chiến lược và tiền tệ. Ngoài ra còn giữ lại vũ khí, ban tính sát thương, lẫn xe bọc thép, không cho phép đưa vào thành phố mãi tới đợt xuất phát tiếp theo đội lính đánh thuê mới được xin phép sử dụng tiếp, mà đội lính đánh thuê thì dùng tiền tệ đổi các món đồ cần khi thám hiểm bên ngoài như súng ống, đạn, tấm chắn đạn, xăng dầu, vân vân thậm chí có thể tậu một chiếc xe bọc thép kiểu khác. Sông trạm số 3 lại khác hẳn hai trạm cung cấp trước, vị trí của nó thuộc thành phố, phụ trách việc hối đoái vật liệu dân dụng, tiêu thụ tiền tệ căn cứ, được phép đổi sang rất nhiều mặt hàng như vật dụng hàng ngày, đồ ăn và thực phẩm, rượu mạnh, sản phẩm điện tử đủ kiểu, cũng có thể tiến hành giao dịch phòng ở. Đối diện trạm cung cấp số 3 là thị trường tự do. Thì thoảng, đội lính đánh thuê sẽ đào thừa vài món đồ mà quân đội chả cần tới trong đống phế tích đổ nát. Bây giờ bọn họ sẽ lựa những món đồ an toàn đưa vào thành phố buôn bán tự do. Lúc này An Chiết trông thấy một dòng chú thích nho nhỏ bên dưới chú thích. Thị trường tự do không phải là cơ sở chính thức của căn cứ. Mọi hành vi xin tự gánh lấy hậu quả. Chú thích, làm mướn và có quan hệ hợp đồng thông qua thị trường tự do sẽ không nhận được sự bảo vệ về mặt pháp luật. Xin tự gánh lấy hậu quả. Những điều khác cũng chả đặc biệt gì mấy. An Chí chỉ chăm chăm vào mỗi chữ, làm mướn mà thôi. Nói cách khác, thị trường tự do cũng là một nơi có thể cung cấp nghề nghiệp. Tiếp tục lật qua, Đấy chính là giới thiệu vắn tắt từng khu vực cư trú, khu vực cư trú đông đúc nhất, chính là ở khu 6, khu 7, các khu vực còn lại đầu người rất ít. Cực nhiều công trình bỏ hoang, mà khu 8 thì là chỗ lãnh đạn tập trung, có công trình hoàn thiện an toàn. Những trang sau đó chỉ sơ lược về tòa xử án. An Chiết nhớ đến vị thượng tá thẩm phán giả có đôi mắt màu xanh lục lạnh nhạt đỏ, tốc độ đọc dần chậm đi rất nhiều, nghiêng ngẫm kỹ từng câu chữ một. Trách nhiệm của tòa xử án không chỉ là xác định dị chủng ngoài cổng thành, bọn họ còn tuần phòng hàng ngày trên khu phố dòng người tấp nập, tiến hành sàng lọc lần thứ hai, trừ khử mầm móng tai họa. Địa điểm tuần phòng chủ yếu xung quanh trạm cung cấp, song vẫn kiểm tra chung cư không định kỳ, nhất là những đối tượng bị tố cáo và có hành vi bất thường. An Chiết ồ ồ cạc cạc nhớ lại cái câu Tốt nhất, cậu hái là con người. Nếu có khả năng, An Chiết hy vọng Lục Phong sẽ đứng ở cổng thành vĩnh viễn. Thẩm phán giả chớ có nên hạ mình ghé thăm chung cư tồi tàn. Lật trang kế tiếp, các khu vực khác chả liên quan gì đến cậu mấy, ví dụ như sở thành vụ, sở thành phòng, chủ thành, vân vân. Nói xa hơn thì căn cứ bắt nguồn từ ngoại thành, hay còn gọi là sự kết hợp giữa thành trì và chủ thành. Chủ thành là nghiên cứu khoa học quan trọng của căn cứ, nó sản xuất thiết bị vũ trang và nhiên liệu đồng thời còn là trung tâm chính trị, trừ phi có giấy thông hành đặc biệt hoặc thẻ lưu trú, bằng không nghiêm cấm tất cả mọi người tiến vào. An chiếc khép cuốn sách này lại sau khi lướt sơ qua bản đồ căn cứ, lần thứ hai cảm nhận được việc con người quả thực khác hẳn với nấm. Cậu mở cuốn sách thứ hai tên, sổ tay sát hạch của trạm cung cấp ra, vừa mới trông thấy bìa sách, vô vàng ký ức liên quan nhanh chóng xông vào đầu, nó rõ ràng hơn những ký ức khác nhiều lắm, an chiết suy ngẫm về ý nghĩa của điều này có lẽ đến trạm cung cấp là một việc rất quan trọng đối với an trạch song nếu đã quan trọng nhường ấy tại sao lại đáp ứng lời trót đi mạo hiểm cùng hắn cơ chứ cậu suy tư hồi lâu cuối cùng kết luận an trạch chính là người như thế đấy nhưng chẳng sao cả an chiết nghĩ đợi sang năm trạm cung cấp tiếp tục mở cuộc thi nếu cậu còn sống ở căn cứ loài người thì sẽ tham gia thử một lần và như vậy, sau khi trở về sơn động, cậu có thể kể cho An Trạch nghe nơi đó ra sao. Ngồi đọc sách suốt hàng giờ liền, sớm ngốn sạch hết sức lực của cậu. Mới đọc sơ hai trang, sổ tay sát hạch, mà An Chiết đã buồn ngủ lắm rồi. Cuối cùng cậu bò lên giường ngủ, sáng sớm hôm sau, vì muốn tránh gặp trót. Cậu bèn rời phòng từ rạng sáng 4 giờ, xuống lầu đi đến điểm giao thông, lên tàu tới trạm cung cấp. Cậu muốn ghé thị trường tự do đối diện nhằm tìm một công việc. Lúc xuống tàu đã hơn 7 giờ sáng rồi, bầu không khí vẫn còn mịt mù hơi sương. Thị trường tự do là một tòa nhà hình cầu khổng lồ, có bốn cánh cửa to tướng, cậu bước vào cánh cửa gần nhất. Mùi rượu mạnh sọc ngay vào lỗ mũi của cậu. Nơi cửa ra vào có đặt bốn cái bàn dài, nhiều người vẫn trang phục lính đánh thuê ngồi kính bàn dài chơi đố số nói năng hùng hổ, trước mặt bọn họ bày các cốc rượu, đôi khi có kẻ giật gọi thêm rượu. Lúc ấy, nhân viên tạp vụ sẽ rót rượu mạnh đầy cốc, đồng thời áp máy thanh toán nho nhỏ mở lên thẻ ID mà khách dơ ra để tiến hành thu phí. Khi uống rượu, hai người cùng dơ ngón tay ra một lúc rồi đoán số. Ai nói đúng là được, nói sai bị phạt uống rượu, cả hai người đều nói sai thì hòa. Nói cho văn vẻ chứ thực ra nó là quản tù tỳ đó mà. Có gã lính đánh thuê da đen vạm vỡ đang đốc rượu một mình, vừa trông thấy cậu thì châu mày, hết mép cười, hơ hơ cái cốc trong tay. Ê quá con, nhìn cái gì đấy? Tới học uống rượu hả? Một cô nàng tóc ngắn bên cạnh lập tức dùng cùi chỏ thụi lồng ngực gã, chất giọng ồm ồm, song tràn đầy hồ hởi. Điều thứ 32, trẻ vị thành niên không được phép uống rượu. Gã đàn ông đáp, uống thì uống chứ, chẳng lẽ còn bị thẩm phán giả sợ gáy chắc. Cô nàng bèn cất tiếng cười to Cụ cậu vắt mũi chưa sạch Làm sao mà biết thẩm phán giả đáng sợ thế nào Nó sẽ biết sớm thôi An Chiết đứng bên cạnh Muốn bào chữa một câu Tôi không phải trẻ vị thành niên Nhưng trong khoảng thời gian cậu cố gắng tìm cách diễn đạt Hai người kia đã ôm chầm lấy nhau Bờ môi chạm bờ môi quấn quýt tha thiết Cậu bỗng nhận ra Chả ai thật sự quan tâm tới cậu cả Bởi vậy cậu dời mắt khỏi nơi đây Nhìn sang chỗ khác mùi canh khoai tây thoảng sang từ cánh cửa bên phải. Tuy nhiên nó nồng hơn mùi canh khoai tây bán dưới đại sảnh tầng một chung cư nhiều lắm. Cũng quyện lẫn hương thơm dễ dàng khiến con người ta cảm thấy khoái trá, hương thịt. Có vài anh lính đánh thuê đang ụp đầu xuống bát nhựa màu trắng, ngấu nghiến bữa sáng. Cái mùi này làm cho An Chiết đối bụng chung chút, cậu vẫn chưa ăn điểm tâm. Tiếp tục đi vào trong, cảnh tượng đa số toàn na ná nhau, trong đại sảnh sôi nổi đông nghìn nghịch, Ngoại trừ các giải bàn dài bán đồ ăn và rượu thì còn nhiều sạp nhỏ buôn bán quần áo, ba lô, găng tay nữa. Đi sâu hơn tí thì sạp bán hàng cố định hằng ngày càng ít. Trên một cái sạp sẽ trưng bày vô số món đồ kỳ quái khác loại hình mà An Chiết chả biết cái nào cả. Nè đằng ấy ơi, thành phố Hoang số 511 mới đào được một con smartphone. Sạc pin xong là khởi động ngon ơ á. Đường lúc rảo bước một thanh niên vận áo màu đen ba lô nhảy phóc ra trước mặt cậu, y như con khỉ. Vóc dáng cậu ta gầy còm, đôi mắt hí đảo liên miên, sau khi chặn ngang an chiếc thì nhanh chóng móc một cái hộp hình chữ nhật đen sẫm ra khỏi ba lô, hờ hờ trước mặt an chiếc. Muốn ngắm tí không? Giảm 10% cho đằng ấy, tặng dây sạc miễn phí, có thể chơi game được luôn. An chiếc. Cảm ơn, không cần ạ. À. Thanh niên lại tức tốc mai thêm một cái hộp trắng khác đổi mẫu mã khác vậy màu này siêu hợp với đằng ấy luôn kiểu mới nha chiếc iphone cuối cùng của thời đại trước khi cận kề tai họa thời đó thì giá khoảng một vạn hiện tại một trăm là đủ rồi an chiếc cảm ơn tớ không cần đối phương tiếp tục móc ra một vật nữa không cần vậy đằng ấy có điện thoại di động rồi à cần sạc dự phòng chứ lúc căn cứ cắt điện có thể dùng nó để sạc pin dùng lượng lớn bán sạch rồi cái này chỉ đủ dùng hai lần thôi giảm giá cho đằng ấy còn 30 nha. An Chiết lâm lâm nhìn cậu ta, thật thà đáp. Tớ không có tiền. Biểu cảm của thanh niên áo đen cứng đờ, lập tức nhét đồ trở vào ba lô, xoay người nhấc chân chuẩn bị rời khỏi, đồng thời nhỏ giọng lẩm bẩm. Đợt có tiền thì mò thích chợ đen làm gì? Chợ tí! An Chiết gọi cậu ta lại. Cậu ta ngoảnh đầu, xong thái độ hết sức sắc sượng. Ra hả? Tớ Tớ muốn tìm việc An Chiết nói Xin hỏi cậu biết chỗ nào tuyển người không Thanh niên thoáng cao hàng lông mày Xoay lại quan sát tỉ mỉ cậu từ đầu tới chân một lượt Hóa ra là tới tìm việc làm An Chiết trả lời đúng sự thật Phải Tự chất của đằng ấy rộng tốt vết Thanh niên bảo Phát tài nhớ sang tìm tôi mua di động đấy Tôi nán lại chợ đen cả tháng lận An Chiết Ba chấm. Câu hỏi. Vậy tớ cần đến chỗ nào? Bên kia kìa. Thanh niên chỉ một hướng trong góc. Xuống dưới, tận hầm thứ ba. Tìm bà chủ. An Chiết rất biết ơn, nở nụ cười với cậu ta. Cảm ơn cậu nha. Thanh niên bảo. Nể tình mặt mũi đằng ấy xinh xắn, trông cũng đáng tin. Bác tài nhớ sang tìm tôi mua di động đó. An Chiết. Ừa tầng hầm thứ ba ương ước đây là ấn tượng đầu tiên của an chiết về nơi này đáng nhẽ nắm ra yêu thích môi trường dồi dào hơi ẩm như vậy nhưng cái mùi gây mũi đi kèm với sự ương ước đó khiến cho cậu khẽ chau mày phóng tầm mắt ra xa đây là một không gian giống hệt tổ ong tỏ rõ dưới ngọn đèn u ám hành lang khúc khuỷu uốn lượn vô vàng buồn nghỉ thu hẹp được ngăn cách bởi những tấm bạc nhựa đơn sơ móc nơi vách tường chả có không khí lưu thông hơi nước ngưng tụ thành các bọt nước li ti trên bạc nhựa toàn bộ không gian đang vọng tiếng ong ong nhỏ xíu tựa thủy triều lắng tai nghe kỹ thì ra là hiệu quả âm thanh tụ hợp do rất nhiều người nhỏ giọng trò chuyện mà ra thỉnh thoảng chen lẫn tiếng cười the thé an chiếc chần chờ phút chốc tiến lên phía trước vài bước cậu nhìn căn buồng nhỏ ở hai bên bên trái thì trống hoắt bên phải thì có quý cô tóc dài nọ đang cúi đầu sau khi nghe thấy tiếng bước chân của cậu Cô ả ngẩng đầu liếc nhìn, chốc lại gục xuống. An Chiết tiếp tục bước tới phía trước, cậu nghe thấy tiếng xì sầm, đầu tiên là của một ả đàn bà. Khí hậu ở thung lũ số 2 thế nào rồi? Tạm tạm, bây giờ là giọng nam khá mềm mại, nghe hơi nũng nịu, âm cuối kéo thật dài. An Chiết nghi hắn bị nghẹt mũi. Thời tí khá thoải mái, nhưng động đất nhiều quá. Một tháng chúng tôi gặp động đất ba lần, cái lần dữ dội nhất bọn họ đều đang ở bên ngoài Mỗi mình tôi ở trong xe Suýt nữa đã ngỡ rằng Bọn họ chẳng trở về nổi Cô gái dở giọng cười cợt Họ mà không trở về nổi Thì cưng tự lái xe chuồng thôi Và cả cái đội lần trước nữa Đội trưởng hứa sẽ dạy tôi lái xe Cuối cùng thì sao Rõ ràng là dỗ ngọt tôi thôi Gã nói rằng lần sau sẽ dẫn tôi đến Cũng là dỗ tôi Tôi ở chung với bọn họ một tháng Tổng cộng chỉ lấy 300 Thế mà còn chê cắt cổ ư <laughs> Lời của lũ lính đó Thì tai nghe tai lọt là được Á à, đàn bà đáp Bị lừa bao nhiêu lần vẫn chưa chịu rút kinh nghiệm hả Bước chân an chiếc thoáng khựng lại Cậu nhớ đến vẻ mặt lẫn ánh mắt thèm thuồng tham lam của Ho sinh Bỗng chốc hiểu ngay công việc ở tầng hầm thứ ba là cái gì Đồng thời nhớ luôn chú thích nọ trên sổ tay làm mướn và có quan hệ hợp đồng thông qua thị trường tự do sẽ không nhận được sự bảo vệ về mặt pháp luật. Xin tự gánh lấy hậu quả. Cậu không muốn tự gánh lấy hậu quả này. An Chiết lặng lẽ toan chuồng đi ngay. Nào ngờ vừa mới xoay lưng, bỗng dưng bất ngờ đụng trúng một cơ thể mềm mại. Ái chà! Một giọng nữ cao vút cất lên. Bé cưng, lần đầu tiên tới đây à? Cái từ bé cưng đó mang cho cậu một bóng ma tâm lý quá lớn, An Chiết lùi hai bước theo phản xạ. Người con gái thon thả cao ngất đằng trước sở hữu nước da màu mật ong và đôi mắt màu ngọc bích. Tóc nâu dài thượt xoắn đuôi, khóe mắt dài hơi xếch, đang nhoảng miệng cười với cậu. Cường tới đây mua dâm, hay là bán dâm? Người con gái thổi phù phù một hơi vào vành tay cậu, cười hỏi. Hết chương 8 chương chính, giá cả bao nhiêu tùy ông chủ sau không phải đâu an chiếc tiếp tục lùi về sau một bước lưng áp lên tấm bạc nhựa em đi nhầm thôi đi nhầm ư người con gái nói tầng hai là sòng bạc đốt tiền đấy cần định đến chỗ nào ngón trỏ và ngón giữa tay phải của nàng kẹp một điếu thuốc nàng đưa lên bờ môi đỏ mọng trích một hơi cười hiếp mắt bảo Cẩn thận kẻo thua sạch nha. An Chiết giáo giác ngó xung quanh, nhưng cậu chẳng tài nào thoát nổi khi bị người con gái dồn vào góc tường. Coi bộ cô nàng xinh đẹp này còn rắc rối hơn cả lũ quái vật dưới vực thẳm nữa. Đừng sợ. Nàng phả ra làng khoái trắng xóa, đoạn nái. Chị không ăn thịt cưng đâu. An Chiết hỏi. Vậy chị tránh ra cho em đi được không? Người con gái mỉm cười. Đi ư? Ừ. Nàng nhướng mày Kẻ cùng đường bí lối mới mò đến tầng 3 Cưng còn đi được chỗ nào nữa mà đòi đi Dứt lời Nàng bèn ôm vai An Chiết Kéo cậu đi đến đằng trước Bị chỗ này dọa hả Cưng không cần ở đây đâu Chỉ tặng cưng một căn buồn rộng rãi Em cảm ơn An Chiết cúi đầu đáp Nhưng em đi nhầm thật Gì Em chỉ muốn tìm một công việc bình thường thôi Cậu giải thích kế đó có bạn nam chỉ em xuống tầng hầm thứ ba ở chợ đen ấy chỉ có mỗi một tầng phía trên là gặp được con người người con gái nghe cậu kể xong thì chớp mắt một ánh mắt mù sương ngay cả điều này mà cưng cũng không biết hả an chiết trả lời giờ em biết rồi cậu còn biết khu chợ tự do trong sổ tay căn cứ thường được gọi là chợ đen pháp luật căn cứ không bảo vệ chợ đen đâu người con gái tựa hờ lên vách tường hút thuốc. Nàng chẳng hãm chặt An Chiết vào góc nữa, mà là né ra một khoảng. An Chiết cứ ngỡ rằng đây là tín hiệu thả cậu đi, vừa cất bước toàn xông ra ngoài. Bỗng trông thấy hai gã trai áo đen vạm vỡ xuất hiện ở sau lưng nàng. Kẻ đứng bên trái, kẻ đứng bên phải, chặn kín mọi đường cậu đi. Không ai đặt chân đến tầng thứ ba mà được phép ra ngoài cả. Giọng người con gái chẳng còn ngọt ngào bùi tai nữa, thay vào đó là lạnh lẽo khôn cùng. Tuy nhiên, coi như cậu may mắn. An Chiết ngẩng đầu nhìn nàng. Cho cậu một cơ hội. Nàng bảo, sượng của ông chủ sau có vẻ đang thiếu thợ. Nếu ông ta muốn cậu, cậu hãy theo ông ta. Nếu ông ta không muốn cậu, nàng im lặng phút chốc, xoay lưng rẽ sang lối khác. Tới đây. An Chiết đứng tại chỗ suy ngẫm 3 giây, quyết định đi vào lối sâu hung hút nọ với nàng. Hàng tá căn buồn xây sang sát nhau, cậu cứ như đang rảo bước trong mê cung tổ ong. Ánh đèn ngày một tù mù, sau cùng, tại điểm cục của không gian này, có cánh cửa xuất hiện trên vách tường sám tro. Người con gái nhấc tay gõ cửa. Ông chủ sao ơi, nhận đơn mới nè. Cánh cửa rít cọt kẹt, nói dần hé ra, Ấy là một lão già bận đồ đen Có mái tóc bạc phơ Cổ áo thắt cái nơ nhỏ Ông nheo mắt ngó người con gái Khách quỷ đâu sai đây mà Người con gái phì cười Nàng hút nốt điếu thuốc Đoạn dí nó lên trên tường Tôi có chuyện cần tìm ông Đơn như nào Lão già được gọi là Ông chủ so này Thoáng liếc nhìn nàng Đoạn ngoảnh sang quan sát an chiếc Người con gái ấy tức đau sai đặt khỉu tay lên bả vai của An Chiết. Không lớn lắm đâu, chỉ hơi khó làm thôi. Tôi sợ ông không đồng ý nên chuẩn bị qua gặp mặt cho ông này. Nghe bảo thợ học việc của ông nát rượu nên ngõm rồi, đang tìm người thay thế phá hồn. Đàn bà ông chê xấu, đàn ông ông chê đần. Vậy dòm thử nhóc tiền nhà tôi sao nào? Còn người làm sám của ông chủ sau ngó nghiêng đoạn dừng nơi an Chiết. Trông có vẻ nghe lời Thì nghe lời thiệt mà Đau sai hãy tóc Tôi đã chắc mẩm ông chủ sau sẽ thích ngay khi vừa gặp thằng nhóc rồi Ông chủ sau nhếch mép Kế đấy ông bảo An Chiết Dơ tay ra để tôi xem thử An Chiết dơ tay ra Ngón tay cậu nhỏ nhắn trắng nõn Hơi nhúm màu hồng phấn Ê đâu sai Cô tìm được nó ở đâu Ông chủ sau nghi ngờ Đứa nhỏ kiểu này sao lại cam lòng chịu xuống tầng 3 chứ Đâu sai trả lời Lừa tới đấy An Chiết Ba chấm Chợt nghe ông chủ sau bảo cậu rằng Nắm tay lại Chậm thôi An Chiết bèn nắm năm ngón tay lại thật từ từ Ông chủ sau nói Thêm lần nữa Chậm hơn ban nãy An Chiết giảm tốc độ Chậm hơn tí nữa đến cuối cùng An Chiết đã giảm tốc độ đến mức mắt thường khó nhìn thấy nổi. Mặc dù chẳng hiểu có sao ông chủ sau lại bắt mình phải làm như vậy, nhưng với cậu mà nói chuyện này chẳng khó khăn gì. Lúc cậu còn sống dưới hình dạng nấm, cậu cần kiểm soát hàng ngàn hàng vạn sợi nấm nhỏ xíu cùng lúc, mà bây giờ chỉ có độc năm ngón tay người thôi. Thực hiện xong, ngay cả đau say cũng ngoái sang. Ông chủ sao? Ông nhặt được kho báu rồi. Nàng lại chăm một điếu thuốc thốt lên tay thằng nhóc khéo còn vững hơn thợ cũ của ông đấy ông chủ sau nhìn bàn tay cậu cười ha hả đáp để tôi dùng thử dầm hôm dùng ổn rồi thì tôi nhận đâu say nhắc nhở ông nhớ trả thù lao cho nó đấy ông chủ sau nói chuyện nhỏ an chí khẽ châu mày đúng là cậu cần tiền thật song cậu cứ dự cảm mình gặp nguy hiểm khi nghe cái câu dùng ổn đó nào nào đừng có sợ Dù ông chủ sau quả tình chả phải là kẻ tốt lành gì đâu sai có vẻ nhìn thấu sự lo lắng của cậu Vỗ bờ vai cậu Nhưng ngón nghề của ông ta được giá lắm Tôi không phải là kẻ tốt lành ư Ông chủ sau cười khinh bỉ Tôi là kẻ tốt nhất trong cái căn cứ này Dứt lời Ông bèn quay sang nói với An Chiết Cậu cứ đi tham quan tiệm trước Tôi cần bàn việc riêng với con mụ điên này cái đã. Ai bảo gì An Chiết cũng nghe lời Cậu ngoảnh đầu ngắm kệ hàng gần nhất Có vài chiếc lọ hình thù dị hợm Đựng đầy chất lỏng hoặc chất rắn Thân lọ in hình cơ thể trần truồng Đi sâu vào trong hơn Lại dăm ba loại sách báo có bìa in tương tự Thú thực thì cậu có biết đến mấy món đồ kiểu này Bởi nguyên nhân lớn nhất khiến chi nhánh của An Trạch Thường nộp bản thảo ngày trước Ngừng hoạt động Là do không ai đoái hoài tới sách báo căn cứ phát hành nữa mà sách khiêu dâm do chợ đen in lậu lại kiếm bộn tiền. Dưới kệ hàng, thuốc lá đầy ứ trong ngăn kéo thủy tinh. Đống thiết bị và USB thì đặt trong ngăn kéo khác bên cạnh. Bây giờ, tiếng trò chuyện thoáng vọng đến từ chỗ ông chủ sau. Hoặc còn trong được phết, quý cô đâu say nổi tiếng ráng sành ra mở bỗng dừng biếu tôi một món quà giá trị. Đơn hàng lần này nhất định không đơn giản. Chỗ ông chủ sau đứng láng máng âm thanh bật lửa, độ dày khói mù trong tiệm tăng lên gấp bội. Tôi chỉ tiện tay nhặt nó về thôi, đô say cười giả lả. Tuy nhiên thứ muốn nhờ ông chủ sao làm thì đúng là không đơn giản thật. Sao cũng được, giọng điệu ông chủ sao thờ ơ, miễn là đủ tiền. Chưa chắc ông dám làm đâu nha, đô say thờ ơ bật thốt, ông chủ sao sẵn giọng. Chỉ cần cô đưa nhiều tiền hơn, tôi sẽ dám. Đâu sai nở nụ cười dẻo cợt, sổ ra ba từ. Thẩm phán giả. Nàng hỏi, ông chủ sao dám làm chứ? An chiếc sửng sốt, cậu chẳng hiểu ba từ thẩm phán giả này có liên quan gì đến hai con người sống trong chợ đen đó. Mà phía ông chủ sau cũng lặng thinh như tờ. Cuối cùng, ông đáp. Lý do tôi chỉ làm người chết mà không làm người sống là vì sợ sinh rắc rối Cô muốn hại tôi gặp rắc rối to nhất Chẳng giấu gì ông Tôi có nhỏ bạn yêu chàng thượng tá ý điên cuồng Thì cứ nặng nặc đòi đặt làm ngày ấy Đâu sai đáp Ông cũng biết Trong vòng 3 mét xung quanh thẩm phán giả Không có ai dám bén mảng đến cả mà Hết cách rồi Đành mua tạm đồ giả ở chỗ ông thôi Đặt chơi ở trong nhà Hứa không gây rắc rối đâu Giá cả bao nhiêu tùy ông chủ sau Ông chủ sau chỉ cười chưa đáp lời nào. Đồng thời lúc này, An Chiết rù rì mò vào trong cửa tiệm. Mới nhất một bước, cậu chợt đá trúng vật gì đó. Cậu cúi đầu phát hiện có một cánh tay người trắng hiếu nằm lăn lóc trên sàn xi măng. Nôm tình trạng thì hẳn là vừa đứt lìa, nhưng chỗ đứt lìa lại sạch sẽ trơn nhẵn, chả thấy máu đâu. An Chiết ngồi xổm xuống, chọc chọc làn da của cánh tay nọ. Mềm phết, giống tay người. Hiềm nổi, không phải tay đâu, vì đây là một cánh tay giả. Cậu bèn thôi tìm tòi, đứng bật dậy. Mà vừa đứng dậy, lại chạm mắt một kẻ ở trong tủ kính ngay. Dưới ánh đèn nhá nhem, đôi mắt đen kịch ấy nhìn đăm đăm vào cậu. Nửa cơ thể trên biến mất trong bóng đêm nôm hơi sợ hãi. An Chiết và anh ta trừng nhau thật lâu. Chừng ba phút sau, cậu vẫn chưa thấy đối phương hít thở lần nào. Có lẽ cũng giống với cánh tay giả nọ. Đây là một con rối cậu nghĩ bụng sợ à giọng ông chủ sau bỗng vang lên từ sau lưng an chiết trả lời không ạ à? ông chủ sau giống chứ an chiết giống ạ à? chợt nghe ông chủ sau cất điệu cười khục khặc ông bấm công tắc bên cạnh ngọn đèn nơi đây sáng tỏ hơn hẳn cuối cùng an chiết cũng trông rõ diện mạo chàng trai trong tủ kính rồi Đấy là một chàng trai sở hữu ngũ quan thanh thoát xinh đẹp, vóc dáng thon thả gầy nhẵn, bận bộ đồ màu đen sẫm. Đèn rọi xuống khuôn mặt anh ta, đoạn hắt ra thứ ánh sáng trắng phao, vô cớ tôn thêm chút lạnh lẽo thấu xương. Thủ lĩnh của đội lính đánh thuê AA-137 Hợp bết Cậu từng nghe tên của gã chưa? Ông chủ sau hỏi An chiếc lặng thinh Trong buồn chỉ còn mỗi giọng của ông chủ sau vang hoài một trong những tên lính giỏi nhất tốt lính đánh thuê gã dẫn đội đi đến khu vực có mức độ nguy hiểm năm sao mà chả khác gì đi phượt cả gã giàu lắm đúng không nào an chiết dạ đúng cậu biết mang vật tư ở vùng ngoài về có thể đổi sang tiền tệ của căn cứ tại trạm cung cấp quân đội những tay lính đánh thuê giỏi giang sẽ chẳng bao giờ thiếu tiền ông chủ sau chỉ rõ kẻ đứng trong tủ kính cái cậu này là đội phó của gã Bạn thân từ tấm bé Về sau lớn lên thì làm lính đánh thuê chung đơn vị Tình bạn sống chết có nhau những hai mươi mấy năm trời Ngặt nổi đợt trước ra vùng ngoài thì bỏ mạng rồi Chẳng còn sót tí xác vụn nào Thảm tệ Nói đến đây Ông chủ sau chợt phì cười Tiếp tục cất tiếng Sau khi cậu ta chết tầm 3 tháng Thì hấp bắp tìm đến tôi trong gã cứ như cái xác không hồn rút hơn phân nửa tài sản chỉ để đặt làm cái người này yêu cầu không được khác dù chỉ một sợi tóc còn tôi ấy à dĩ nhiên là đết dám làm hàng lỗi rồi trừ việc nó không phải người sống ra thì giống hệt từng ly ông chủ sau thở dài suy cho cùng gã cần phải ngắm một con rối như vậy để ọn mình sống tiếp quãng đời còn lại mà trước kia tôi chỉ làm nó với mục đích giúp người ta mua vui là búp bê tình dục ấy. Sau đấy họ nghĩ rằng tôi làm giống người thật quá. Tỷ lệ tử vong ở bên ngoài càng cao, kẻ ở lại càng dễ phát điên. Tài nghệ của tôi cứ theo đó mà đáng giá lên thôi. Ông chủ sau vỗ vai cậu bơm bóp. Cậu học nghề từ tôi cho tử tế, ráng sống 10 năm nữa sẽ giàu hơn tất thảy lính đánh thuê. An Chiết nhìn ông, cậu sực nhớ đến cuộc đối thoại giữa ông và Đô Sai, đoạn hải. Vậy ông định làm thẩm phán giả ư? Làm chứ, càng gì mà không làm. Ông chủ sau cười phá lên. Quỷ ngài thẩm phán giả bận giết người rồi, đời nào thèm quan tâm mấy chuyện vớ vẩn này. Hết chương 9 Chương 10 Sợ ngài Chào ngài hấp là tôi, sau Scott đây. Lúc ông chủ sau gửi tin nhắn thoại cho hấp An Chiết đang ôm đầu người tập cấy lông mày. Thoạt thiên cần đâm một lỗ lên da cao su bằng mũi kim được hơi nóng trước. Kế đến cắm sợi mô phỏng lông người vào. Chờ cho cao su bị làm mềm cứng lại thì sợi lông sẽ bám chặt trong da con rối. Mắt ông chủ sầu này đã mờ nên khó mà cầm cụi làm công việc này mãi. An Chiết đoán đây là một trong số lý do khiến ông nóng lòng tìm thợ học việc. Sau Scott buông điện thoại xuống, đoạn ôm con rối ra khỏi tủ kính. Ông đặt nó lên chiếc ghế giữa tiệm. Mọi khớp nối của con rối có thể chuyển động tự do. Ông để cho hai chân nó vắt chéo và đặt tay lên đùi. Cuối cùng ép đầu xuống để nó nơm hơi cuối. Ánh đèn len qua hàng mi rồi xả bóng. Ấy là một tư thế ngồi rũ mắt đượm nét u buồn. An chiếc ngẩn mặt trông sang chốn đó. Ánh đèn nhập nhoạn hắt bóng rầm chập trùng nơi khuôn mặt con rối, trung hòa hẳn sự chênh lệch duy nhất giữa da cao su và da người. Nó giống hệt một người sống đang giữ im lặng. Không gian im văn phát. Có lẽ trong nhận thức của con người, các tủ kính lẫn kệ hàng xung quanh sẽ bị quy chụp thành những thứ dơ bẩn, đồng thời trở nên lạ lùng dưới bầu không khí nơi đây. Bỗng, có tiếng đẩy cửa đập tan bầu không khí quái gở, tia nắng trắng lóa, hắt vào từ bên ngoài, rọi tỏ quá nửa cơ thể con rối. An Chiết nheo mắt, nhìn về phía gã đàn ông xuất hiện trước cửa. Gã đàn ông đứng ngược sáng. Gã sở hữu vóc dáng vạm vỡ và mái tóc xoan đen nhánh, nôm hơi dài. Cặp mắt màu lá cọ, ngũ quan lạnh lùng khôn tả. An Chiết có thể mường tượng ra cảnh gã vác súng ở vùng hoang dã. An Chiết chờ cho gã bước vào, song đối phương chỉ đứng lặng trước cửa, gã đầm đâm vào con rối đang ngồi giữa tiệm cả buổi trời mà chẳng buồn nhúc nhích gì chừng như gã cũng đã biến thành một con rối vậy mãi đến khi ông chủ sau ho húng hắn bảo mời vào gã đàn ông nọ mới cơ hồ sao nhãn khỏi cơn mơ và chịu di chuyển gã sải bước vội vào bên trong lúc đi tới trước mặt con rối bỗng giảm tốc độ lại an chiếc thấy gã vươn tay định vuốt ve khuôn mặt con rối nhưng ngón tay chợt khựng giữa chừng rồi cứ kề cà chẳng chịu tiến thêm bước nữa. Khắp căn buồn nín bạc chỉ lãng bản mỗi tiếng hít thở nhẹ bẩn và hơi run của gã đàn ông này. Tưởng chừng có một cánh bướm đậu nơi hàng mi con rối và gã thì sợ khiến nó thản thốt vậy. Cuối cùng, gã rụt tay về, bình tĩnh quan sát con rối, đoạn bảo. Cảm ơn. Ơn huệ gì đâu. Ông chủ sau so đi qua nhòm gã bằng cặp mắt xanh lam phải cảm ơn ngài Hoppet đã cung cấp đủ dữ liệu cho tôi. Hoppet mỉm cười, song đôi mắt hãy cứ rủ xuống. Ông chủ sau chỉ chỉ cái vali kế bên. Để tôi hay sao? Thôi, tôi tự sắp. Cuối cùng, gã đặt ngón tay lên bả vai con rối, đoạn chậm chậm dời xuống dưới rồi ôm nó lên, đặt vào vali. Ông chủ sau đứng gần đấy bảo. Trước kia tôi chẳng ngờ đội trưởng Hoppet là người nặng tình như vậy đấy. Còn vài lời chưa kịp tỏ Hoppet quỳ một gối xuống sàn Khép nắp vali lại Một cách từ tốn Đốt ngón tay đương đè nắp vali Bị ghì trắng bệt Mãi sau mới đứng dậy Ông chủ sau so khoanh tay nhắc nhở Còn rối phải bảo trì hai tháng một lần Đến lúc đó Ngày chỉ việc gửi sang đây thôi Có thứ gì mới thì tôi sẽ áp dụng lên nó Hoppet đáp Quả nhiên sao Scott Chưa bao giờ chịu lỗ lã cả Ông chủ sâu phẫn chí cười phá lên Đội trưởng hốp bết oách nhượng này Tôi sao sánh bằng Ông trả lời Hốp bếp hỏi Ông muốn gì Dạo trước vừa nhận một đơn hàng lớn Dữ liệu về người kia khó tìm quá Nên tính nhờ ấy mà Hốp bết hỏi Ông chủ sâu mà sợ không chôm được dữ liệu ư Ông chủ sau tét mồm cười khục khặt Đoạn nhấc tay làm một động tác nổ súng với hấp bếch. Hợp bếch khẽ nhét mép, xoay người nhấc cái vali lên, sải bước ra ngoài cửa. Chờ tí ạ. À? An Chiết bỗng cất tiếng. Hấp bếch ngoái đầu lại. An Chiết tức thì chạy đến chỗ của gã, cởi chiếc khuy trên cùng của sơ mi rồi móc vỏ đạn đeo trước cổ ra. Thưa ngài, cậu hỏi, liệu ngài có biết nguồn gốc của nó không? Hợp bếch chẳng trả lời, Gã vương tay cầm vỏ đạn màu đồng thau kia lên, xoay qua góc độ khác, thử mượn ánh sáng quan sát. Trống ngực an chiếc nện thùm thùm. Trạm cung cấp và chợ đen không có loại này. Một phút sau, hấp bếp buông tay, vỏ đạn tuột về lòng ngực an chiếc bận nữa. Gã xoay lưng rời đi và chỉ để lại đúng một câu. Nó thuộc về quân đội. Bóng lưng gã dần xa khuất, an chiếc đưa tay siết chặt lấy vỏ đạn kia, thoáng bần thần trong căn buồn lặng phát, ông chủ sau chợt phì cười. Hợp bếch đã bảo đây là đồ của quân đội thì chắc chắn là vậy rồi. Ông khép cửa, hiếp mắt cười hỏi. Sao nào? Cậu từng chịch xã giao với ai trong quân đội hả? Mạng lưới kinh doanh của đô sai rộng đáo để. An Chiết lắc đầu ngoài ngoại. Giả sử là đồ của quân đội, cậu nên xử lý kiểu gì đây? Ông chủ sao hỏi. Hồn vía bay đi đâu rồi? an chiết nói rằng cháu muốn tìm chủ nhân của nó ông chủ sau khó hỏi sao vậy thằng khốn kia chưa trả tiền cho cậu hả an chiết tự nhủ mà suy nghĩ của ông chủ sau cứ sai sai thế nào ấy cậu bào chữa không phải đồ của quân đội thì chắc chắn người trong quân đội sẽ nhận được kiểu dáng để tôi chỉ cho cậu cách này ông chủ sau khuyên nhủ như thật an chiết hỏi cách gì cơ Ông chủ sau trả lời Cậu với không tới chủ thành và vùng ngoài đâu ấy nhưng mà khu vực trong ngoại thành Sở thành phòng và tòa xử án Đều là địa bàn của quân đội Nửa đêm cậu đến đấy hóng gió ve vãn đại một thằng Dù quân đội rất nghiêm Tuy nhiên thể nào cũng có thành phần đồi bại An chiết Ba chấm Cậu suy ngẫm phút chốc Hãy tiếp Ở trong quân đội ấy Thì ai sẽ là người đi ra vùng ngoài ông nhỉ? Ông chủ sau búng tráng cậu Chứ cậu nghĩ ai là kẻ đã vẽ bản đồ vùng ngoài hả? Đau quá đi An chí khẽ bậm môi Còn mày đặt ấm ức Ông chủ sau nạt Ngay cả thẩm phán giả một năm cũng mất hút khỏi căn cứ hơn nửa năm rồi Cậu nói thử xem Tất cả thành viên trong quân đội buộc phải ra ngoài hết An Chiết chẳng trả lời Mà chỉ cúi đầu kế lông mày tiếp cậu phát hiện có lẽ bản thân sẽ phải nán lại căn cứ thêm thật lâu. Một ngày cấy lông mày kết thúc, ông chủ sau rất chi là hài lòng. Ông để An Chiết tan tầm. An Chiết thèm xúc khoai tây ở cổng tầng 1 chợ đen ghê. Hôm nay là ngày thứ ba cậu làm việc cho ông chủ sau. Ông chủ sau trả trước tiền lương một tháng cho cậu. Hiện tại trong thẻ ID của cậu có tận 60A luôn cơ. Xong thời điểm cậu đặt chân lên tầng 1, bỗng cậu nhận thấy bầu không khí bất thường đến rõ sự náo nước dĩ vãng này đã tắt lịm và vẻ mặt ai nấy cứ hấp tấp phố xá lát đác đôi người cậu thoáng nghi ngại nhưng sức hấp dẫn mà xúc khoai tây mang lại lấn át hết tất thải nên cậu tiếp tục mò sang quán ăn chính ngày thời khắc an chiết sắp đến gần xúc khoai tây cậu bỗng đanh người lại cậu ngừng chân một giây đoạn xoay phát toan chạy vọt về chỗ cũ quay lại chất giọng lạnh tanh cất lên nằm như đụng tuyết rét căm căm trên đỉnh núi vậy ăn chiến tự quở ăn gì mà xui quá kế đến cậu ngoảnh đầu nhích lên vài bước đứng ngay trước mặt thẩm phán giả thẩm phán giả không đi một mình bên cạnh có thêm ba quan thẩm phán mặt mũi trẻ măng ăn bận giảng đơn cậu tung tăng đúng lúc tòa xử án đang tiến hành tuần tra trong thành hàng ngày chợt nghe lục phong khẽ bảo tứ gì thiếu linh hoạt động tác né tránh trừ một a à. quan thẩm phán trẻ tuổi đằng sau anh cầm giấy bút nghe anh nói vậy bèn quan sát an chiếc kỹ càng kế đó cúi đầu ghi sột soạt trên trang giấy an chiếc nhìn về phía họ lại bất chợt chạm trúng ánh mắt của lục phong nên cậu bèn ngó sang chỗ khác liền ánh mắt lãng đánh trừ một a à. giọng điệu lục phong chẳng hề thay đổi tí nào quan thẩm phán trẻ sau lưng anh tiếp tục viết cẩm cụi An Chiết tự nhủ cảnh tượng này sao hơi quen quen. Cậu thử nhớ lại, rồi sực vỡ lẽ quý ngài thẩm phán giả không hẳn là đang chấp hành nhiệm vụ tuần phòng đâu, mà là đang hướng dẫn cho lính mới đấy. Giống ông chủ sâu dạy nghề cho cậu vậy. song hiển nhiên lục phong chẳng buồn chỉ dẫn từng bước một như ông chủ sâu. Lối dạy của anh cứng nhắc quá đổi, rõ ràng là một ông đồ rỡm. Cậu chờ lần trừ tiền kế tiếp. Xong cậu phát hiện dẫu lối dạy của lục phong cực kỳ cứng nhắc nhưng thái độ chẳng hề qua loa anh bắt đầu đặt câu hỏi kết quả báo cáo thượng tá quan thẩm phán trẻ đáp tổng hợp các chỉ số đối tượng bị thẩm vấn là con người nguyên nhân gây ra dấu hiệu bất thường sợ ngay ạ à? lục phong khẽ nhếch môi hết chương 10